bên đầu cầu bên kia chúng ta có thể là chuẩn bị tốt nhất để một chút nữa đây chúng ta sẽ được xem là bên công ty của chúng ta bên công viên thử nghiệm Etecopark ở bên Belarus thì chúng ta đang có những gì, vì chúng ta luôn luôn nói là một khoảng thời gian dài như như thế thì chúng ta đã làm được gì đúng không? Và hôm nay thì các lãnh đạo của chúng ta, những quý đối tác, những nhà tài trợ vốn của chúng ta đã sang bên tận nơi, và thời tiết hiện tại bên đấy đang rất là khắc nghiệt, và anh chị đang đứng ở ngoài mà ở ngoài nhiệt độ rất là lạnh đấy ạ. Và nhưng mà anh chị vẫn có một cái tình yêu thương dành cho chúng ta, là sẽ quay cho chúng ta thấy là những người Việt Nam đang ở Việt Nam này không có cơ hội để sang này sẽ xem được những cái video bên đó. Trước khi đến cái phần quan trọng của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem thêm một vài video nữa nhé. Là em xin nhờ ban tổ chức hỗ trợ bật video cho em ạ. Hệ sinh thái mạo hiểm nhân ái Skywon Community là đối tác chiến lược từ năm 2015 của Unisky String Technology Inc. Chúng tôi thành công thu hút đầu tư vào công nghệ vận tải đường dây. Trong thời gian 8 năm qua, chúng tôi đã đảm bảo việc cấp vốn liên tục cho dự án và giống như nhiều người đồng sở hữu và đối tác trong cộng đồng của chúng tôi đang chờ đợi giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15 kết thúc. Đồng thời, chúng tôi đang thực hiện các hành động tích cực. Trong 8 năm tồn tại của nền tảng của chúng tôi đã tạo ra một cơ chế mạnh mẽ, có khả năng thu hút số vốn cần thiết để kết thúc giai đoạn 15, chỉ trong một năm. Hơn 650.000 người đã đăng ký vào Skywon Community. Trong đó hơn 200.000 người không chỉ trở thành nhà đầu tư, mà còn ký thỏa thuận đối tác. Và nếu ngay bây giờ, mỗi nhà đầu tư và đối tác hiện hữu đóng góp tối thiểu 500 USD thì chỉ đúng trong vài tháng hoặc thậm chí có thể vài tuần, chúng tôi có thể tự tin thông báo về việc khép lại cơ hội trở thành đồng sở hữu của công nghệ AS với các điều khoản có lợi. Mở gói trả góp 100 đô la Mỹ mỗi tháng sẽ cho phép hoàn tất 15 giai đoạn cấp vốn trong 5 tháng. Và nếu chúng ta muốn trong tương lai rất gần kết thúc giai đoạn cuối cùng thì không có gì đơn giản hơn, hãy vào văn phòng cá nhân của bạn và hỗ trợ dự án bằng một khoản đầu tư ngay lập tức. Chú ý, nếu mỗi nhà đầu tư hoặc đối tác hiện hữu nói với bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp của họ về cơ hội trở thành người đồng sở hữu của một công nghệ vận tải đột phá thì tốc độ thu hút vốn sẽ tăng lên đáng kể. Nếu mỗi người, ngay bây giờ, mời ít nhất một nhà đầu tư với khoản đóng góp tối thiểu là 500 đô la Mỹ, thì ngày mai chúng tôi sẽ thu thập được tất cả số tiền cần thiết, các cổ phần holding sẽ được phân bổ giữa các nhà đầu tư, và công ty sẽ hoàn thành chứng nhận, xây dựng và trình diễn, trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhờ đó đẩy nhanh thương mại hóa các dự án được nhắm mục tiêu, tăng giá trị tài sản, và khả năng chi trả cổ tức. Hãy thông báo rằng công nghệ đường dây không còn là một công ty khởi nghiệp mạo hiểm, mà là một công ty sản xuất độc lập, quy mô nhỏ, có thể mở rộng, tăng công suất từ năm này sang năm khác. Hãy nói rằng, theo kết quả kiểm toán năm 2022, công ty đã đạt đến trạng thái tự hoàn vốn, và hiện tại đã có thể tự mình chi trả chi phí hiện tại. Điều đó có nghĩa là công ty sẽ sớm thu được lợi nhuận và có khả năng chi trả cổ tức tối thiểu 20% từ lợi nhuận dòng của công ty, và không cần phải chờ đợi một sàn giao dịch công khai để làm điều đó. Khi nào thì giai đoạn 15 sẽ kết thúc? Nó sẽ kéo dài bao lâu? Câu trả lời rất đơn giản. Tất cả mọi thứ chỉ phụ thuộc vào bạn, các nhà đầu tư và đối tác thân mến. Hãy gọi điện, viết thư, kể cho những người xung quanh bạn về cơ hội trở thành người đồng sở hữu của một công nghệ vận tải độc đáo với triển vọng chiếm tới 50% thị trường vận tải. Đây là cơ hội duy nhất của bạn để tiến gần tối đa tới điều mà mọi người đang chờ đợi với những nỗ lực tối thiểu. Vâng, cả nhà mình ơi, cả chúng ta vừa xem video vừa nãy thì chúng ta cảm thấy như thế nào ạ?
Video rất là hay đúng không ạ? Trong video đấy thì nó có tất tần tật gọi là ngắn gọn nhất về trong tập đoàn của chúng ta cũng như ở bên Dubai này, các tiểu vương quốc Ả Rập này cũng như là bên Aruz chúng ta đã có những gì và cách thức làm việc ra làm sao. Thì trước khi mà đến với buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu đầu giờ một chút nhá. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị, em là Ngọc Ánh và hiện tại thì em đang là đối tác của quỹ AWC từ năm 2020. Và em trước đây thì em đi du học tại Nhật Bản và có cơ may để em biết đến cơ hội này thông qua chị gái của em, đó là chị Kim Thơ. Và khi mà đồng hành cùng tập đoàn thì tính đến thời điểm hiện tại thì em đã là người đã được sang tận bên công ty ở UAE năm vừa rồi, năm đầu tháng 4 năm nay, và cũng đã người được người trải nghiệm những cái con tàu rồi. Thì rất là vui khi ngày hôm nay em được ban tổ chức chương trình và cho phép là MC là người mà gắn kết cùng với quý cô chú anh chị. Thì chúng ta có thể giao lưu một chút đầu giờ không ạ? Thì bao nhiêu cô chú anh chị em ở chúng đây, chúng ta hôm nay là toàn cầu đúng không? Bây giờ là hơn 1.000 quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Chúng ta hãy cùng comment cho em biết là chúng ta đang sinh sống ở khu vực nào đúng không ạ? Không phải là nguyên chỉ Việt Nam mà là có cô chú anh chị nào chúng ta đang sinh sống ở bên nước ngoài thì chúng ta hãy comment vào để cho em biết là ngày hôm nay chúng ta có những ai và chúng ta đến từ đâu đúng không ạ? Ai cho xin chào anh chị em Nhật Bản, đang có những cô chú anh chị em ở Nhật Bản, Mỹ, Belarus, Khánh Hòa, Việt Nam. Xin chào cả nhà mình Vũng Tàu, Nghệ An, Bắc Giang. Xin chào cả nhà mình Hải Dương, Gia Lai. Rất rất nhiều các cô chú anh chị đang ở các tỉnh thành khác nhau đúng không ạ? Chứng tỏ là sức hút của cái buổi Zoom ngày hôm nay của chúng ta vô cùng lớn. Thì sẽ ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta trong này chỉ bây giờ em đã thấy là 912 cô chú anh chị đang tham gia buổi Zoom ngày hôm nay rồi. Thì chỉ còn là hơn còn 80 cô chú anh chị chúng ta có thể là tham gia buổi Zoom này thôi. Và các cô chú anh chị nào đang phát trực tiếp của bên ban tổ chức thì vui lòng gửi link của buổi Zoom này, link YouTube á, và bên khung chat và ghim vào để các anh chị em nào mà chúng ta không đối tác của chúng ta không vào được ấy, thì chúng ta hãy gửi cái đường link đó đến với quý nhà đầu tư của mình ạ. Thái Bình, vâng em thấy rất là nhiều cánh tay của cô chú anh chị em ở đây, chúng ta hãy tiếp tục comment nữa đi ạ. Tại vì để cho chúng ta thấy là vừa đến với UST chúng ta không cần biết chúng ta là ai, không cần biết chúng ta ở độ tuổi nào, không cần biết chúng ta đang làm công việc gì đúng không? Và khi mà chúng ta đến đây chúng ta đều có thể có cơ hội này học tập lẫn nhau này, chia sẻ với nhau này, cũng như là có cơ hội là gia tăng tài sản của mình này, giúp đỡ những người thân yêu của mình để họ đạt được cái mục tiêu của họ. Và dựa trên những gì mà công ty đã cho chúng ta thấy là từ đầu video đến giờ là đã là 3 video rồi đúng không? Chúng ta đã cảm nhận được sức nóng của buổi Zoom ngày hôm nay chưa ạ? Bản thân em Ánh thì khá là run. Và bản thân em Thành khá là zoom vậy, trong quá trình làm MC thì kết nối giữa hai bên cầu truyền hình, nếu mà em Ánh vô tình mắc phải một vài lỗi nhỏ nào đó thì là rất mong cái cô chú anh chị em nhà mình thì sẽ châm chước bỏ qua cho em Ánh nhá. Và anh chị đã sẵn sàng để đón chờ buổi zoom ngày hôm nay không ạ? Chúng ta hãy cùng comment cho em số 1 đúng không ạ? Hãy cùng comment số 1 để chuẩn bị cho buổi zoom ngày hôm nay, chỉ còn là vài giây nữa thôi ạ. Khi mà chúng ta đủ 1.000 người, 1.000 người chúng ta sẽ bắt đầu trong buổi Zoom ngày hôm nay luôn. Hiện tại đang là 995, 96, 97, 98, 99, 1.000. Chương trình của chúng ta sẵn sàng bắt đầu ạ. Các chú em thấy là rất nhiều số 1. Anh chị em đầu cầu bên kia ơi, chúng ta có thể là giơ. Anh chị em đầu cầu bên kia ơi, chúng ta hãy giơ tay lên. Hãy dùng biểu tượng giơ tay của mình để chúng em có thể kết nối và xem là tính đảm bảo của đầu cầu bên kia có đủ hay không. Vâng, thưa quý cô chú anh chị, chúng ta là những người Việt Nam, rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta chưa được có cơ hội đi sang tận bên tập đoàn. Và ngày hôm nay thì đã có một chương trình đó là kết nối giữa đầu cầu Việt Nam cũng như là quý nhà đầu tư đang có mặt tại công viên Eco Technopark tại Belarus. Thì sẽ cho thấy chúng ta thấy là nhiều người, cả có phải là khi mà cô chú anh chị chia sẻ cơ hội này với người khác này, cũng như là khi mà chúng ta tài trợ vốn vào đây, chúng ta sẽ nhận được một câu hỏi như này là: à, thì bạn đã nhận được những gì và các bạn đã làm được gì trong suốt những năm qua đúng không? Và nhiều người nghi ngờ nó. Vậy thì đầu tháng 4 chúng ta đã có hình ảnh là chúng tôi đang ở bên Dubai như thế nào? Thì ngày hôm nay đó là ngày cuối cùng của tháng 9 cũng như là sang tháng 10 chúng ta sẽ có rất nhiều chương trình đang ở bên đầu cầu bên kia. Thì chúng ta sẽ được biết à, công ty của chúng tôi tiền mà quý cô chú anh chị tài trợ vốn vào đây thì nó đã đang làm được những gì thông qua là những thước phim trực tiếp từ bên Belarus gửi về ạ. À, vâng, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Và để buổi Zoom ngày nay chúng ta sẵn sàng comment cho em số 6 để bắt đầu, em xin mời những anh chị em đang có mặt bên đầu cầu bên kia. Dạ vâng, anh chị em bên kia chúng ta đã sẵn sàng chưa để em Ánh mời cả nhà mình nhá.
Vâng, có một cô gái mà chị đấy đang đứng từ đầu giờ đến giờ luôn cả nhà mình ạ. À. Cả nhà có biết là số 6, em thấy là sức nóng của ngày hôm nay là nhiều quá rồi. Chúng ta đang ngóng chờ rất nhiều đúng không ạ? Vâng, anh chị em đang ở đầu cầu bên kia. Chúng ta vui tầng mở mic nói sẵn sàng hộ em ạ. À. Để chúng ta sẽ test mic âm thanh một chút nhé. Anh chị em vui À, lòng nha, mở xin mic và chào nói. một ngàn cô chú anh chị ạ. À, không biết anh có nghe rõ chị đang nói không? Dạ vâng, em đã nghe rõ, em cảm ơn chị Đặng Giang đã vớt được bên đầu Ok, cầu. cảm ơn cả nhà mình. Rồi. Xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ vâng, âm thanh đã rõ, đầu cầu số 4 đã nghe, cho em xin tiếng của chúng ta đi ạ. Số 4 ơi, anh chị bên đầu cầu số 4 ơi, chúng ta hãy vui lòng mở mic và nói chuyện để chúng em có thể test âm thanh ạ. À, chưa cấp đồng chủ trì. Bên ban tổ chức vui lòng hỗ trợ cấp quyền chủ trì cho đầu cầu số 4 ạ. Còn bao nhiêu cô chú anh chị hiện tại chúng ta chương trình đầu cầu của chúng ta sẽ được biết điểm của công ty ở bên công ty Ecotechnopark. Chúng ta sẽ có 6 đầu cầu. Một đầu cầu thứ nhất là sẽ là ở cổng cổng chào ạ, là nhà ga đầu tiên của Unilife và các nhà ga khác. Đầu cầu thứ hai thì sẽ là ở khu làng nghỉ dưỡng Ecopark này, và khu tượng của mẹ chủ tịch và Nga cuối cùng của Unilife. Đầu cầu thứ ba chính là tổ hợp xanh thông minh này. Tại đây thì sẽ nhìn thấy các tuyến đường ray. Đầu cầu thứ tư chúng ta sẽ là đến là khu khu tượng chủ tịch mà câu cá, khu Liên Hợp Quốc và các khu trò chơi giải trí. Đầu cầu thứ năm chúng ta sẽ đến là với khu nông trại, vườn cây và rau củ quả mà chúng ta dùng bằng cái mùn ute ra ấy ạ. Và đầu cầu thứ sáu chúng ta sẽ đến là nhà hàng nơi bà đại lộ danh vọng này, bảo tàng. Tại đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy các đầu ray của mình ạ. Dạ vâng, bây giờ anh Phụng ơi, bên đầu cầu số 1 chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ theo thứ tự từng nơi một để cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ có thể sau cái buổi đầu cầu ngày hôm nay chúng ta thể tự tin nói với bản thân mình cũng như là đối tác của chúng ta là chúng tôi đã làm được những gì thông qua thước phim của ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, đầu tiên là cổng chào nhà ga đầu tiên của Unilife, anh Đào Hứa Phụng. Anh sẽ có là anh Đào Hứa Phụng, anh Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Xuân, chị Vũ Thị Nụ và Lê Thị Khiêm. Dạ vâng, anh chị em đang ở đầu cầu số 1, vui lòng giơ tay hộ em ạ. Anh chị em đang ở đầu cầu khác hạ tay xuống ạ. Xin chào cả nhà mình, xin chào mình nhìn cô chú anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Anh chị em nào nếu mà chúng ta đang phát YouTube thì chúng ta hãy gửi đường link của mình vào trong cái khung chat để quý cô chú anh chị em khác có thể chia sẻ đi ạ. Anh chị em đang ở đầu cầu số 1 ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà sẵn sàng vui lòng giơ tay hộ em ạ. Đó là ở cổng chào nhà ga đầu tiên của Unilife ạ. Vâng. Hiện tại thì em chưa thấy đầu cầu số 1 của chúng ta là có đường truyền. Vậy thì sau khi mà chúng ta sẽ ưu tiên những nơi khác nhá. Và chị Tuệ Minh ơi, bên đường truyền bên đấy của mình đã sẵn sàng để chia sẻ nơi mà chúng ta đang đứng và đang ở đâu chưa ạ? À, Dạ vâng, em gọi xin anh mời một chị. lần nữa đi. Gọi lại anh Phụng một lần nữa. Đầu cầu số 1 thôi, tại vì chúng ta cần thiết để làm theo trình tự thì cả nhà mình sẽ được đi tham quan một cách rất là rõ ràng ạ. Cho xin 1 phút nữa thôi ạ, nếu không thì là sẽ đến đầu cầu tiếp theo ạ. Anh nào hướng Phụng nữa ạ? Anh chị em đầu cầu số 1 ơi, cả nhà anh chị em là đang ở đầu cầu số 1 có thể chuyển tên là đầu cầu số 1 và giơ tay. Ban tổ chức sẽ đang kết nối mạng, mạng bên đấy đang hơi bị kém. Và thế là khi mà chúng ta đợi đầu cầu số 1, chị Tuấn Minh có thể cập nhật cho em biết một chút là hiện tại bên đấy đang là mấy giờ và tình hình là thời tiết bên đấy đang như thế nào không ạ? Nhiệt độ đang là bao nhiêu độ C? Vì em thấy rất nhiều cô chú đang đứng ở bên ngoài trời ạ. Vâng ạ, xin chào các cô chú anh chị ạ. Mình thì đang may mắn hơn cả nhà một chút, đó là mình lại đang cái khúc đầu thì mình lại đang đứng ở trong trong căn nhà Garden Inn nên là mình ấm áp hơn. Còn các anh chị em đang ở ngoài trời và nhiệt độ là 12 độ C, 12 độ C nhưng cũng rất là có gió lạnh đấy ạ. Và hiện nay đang là 16 giờ 12 phút, 16 giờ 12 phút cả nhà ạ. Đấy. Và ở bên này thì công nhận là chúng ta hãy cảm ơn bởi vì Việt Nam chúng ta ấy ạ, chất lượng mạng vô cùng tuyệt vời ạ. Chất lượng mạng vô cùng tuyệt vời, còn
chúng em ở bên Belarus thì mạng sẽ không được tốt bằng đâu ạ, nên nhà mình hãy vui vẻ và chúng ta cùng nhau khắc phục tình huống này nhá. Đợi yêu cầu số 1 ạ, bởi vì chúng ta sẽ được đi từ bắt đầu từ tàu cầu vào, à bắt đầu từ cổng vào ạ. Dạ vâng, em đã thấy tín hiệu của đầu tàu số 1, cả nhà vui lòng cấp đồng chủ trì cho anh Hưng ạ. Và chắc chắn là, vâng em đã thấy là đầu cầu số 1 giơ tay rồi ạ. Vâng, xin chào anh Phụng và các anh chị em đang có mặt tại bên đầu cầu bên kia, chúng em sẽ bật mic cho mình nhá. Dạ vâng, anh ơi, mình có thể chia sẻ được rồi đấy ạ. Ok, xin chào quý vị đang theo dõi Zoom. Quý vị có nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ ạ. À, nghe rất rõ, tốt quá. Ở đây đang gió rất là to. Đại khái là nó như bão cấp 12. Thế thành ra quý vị cố gắng lắng nghe. Thì Phụng và đồng đội đang ở đây và truyền hình cầu trực tiếp từ Beirut và tại Eco Technopark và khu nông trại của Chủ tịch Unity. Thì Eco Technopark là có diện tích là 36 ha và Phụng đang đứng ở ngay cổng vào của hai khu luôn, khu công nghệ và khu nông trại của Unity. Và tổng diện tích cả hai khu ở đây là khoảng 200 ha và sắp tới lại mở rộng ra tiếp. Hiện tại Phụng sẽ review cổng vào như thế nào và bây giờ Phụng sẽ quay ra đằng phía sau nha. Đây, tạm thời Phụng quay ra đằng phía sau. Thì ở phía xa xa kia, các dãy cờ kia là bắt đầu nối cổng vào. Có các khu dịch vụ là thể hiện các lá cờ ở trên đó. Từ là bắt đầu là Market, là cái tòa nhà Market ở ngoài. Thì hiện tại là do không biết tiếng Nga, thành ra là không trao đổi được với cả anh bảo vệ để xin ra ngoài. Không có phiên dịch ở đây. Đó, quý vị chịu khó một chút nhá. Phụng review từ xa. Ở trong khu của chủ tịch có khu công nghệ và khu nông trại. Thì khu nông trại cũng sẽ nói trước về khu nông trại thì có rất nhiều các dịch vụ ở đây. Từ người già đến trẻ em đều có được trải nghiệm tuyệt vời ở đây. Những khu dịch vụ ở đây thì ban đầu vào khu cổng là đã có ngay khu gian hàng đầu tiên rồi. Những khu gian hàng này là trưng bày tất cả những cái sản phẩm nông trại ở trong khu của chúng ta, và khu nông trại trưng bày bán những sản phẩm trực tiếp trồng nuôi trồng bằng Monutera ở đây đó. Và trong khu nông trại bắt đầu từ cổng vào ở đây là cổng chính và có cả cổng phụ, rất nhiều cổng nữa. Xa xa kia là biển của khu, nhận biết của khu, và quay vào bên trong này có rất nhiều khu dịch vụ, ví dụ như là khu nuôi trồng ngựa và cưỡi ngựa, dịch vụ cưỡi ngựa. Và tiếp theo vào khu trong này, vào khu trong này là khu công nghệ ở xa xa bên kia. Thì hôm tới là đoàn chúng tôi sẽ được vào thăm. Và ngay trước mắt quý vị đây là khu gì ạ? Quý vị có nhận ra không ạ? Đây là tuyến ga đầu tiên U Line, tuyến đầu tiên thương mại và có chi phí rất là rẻ, và trực tiếp chủ tịch đã sử dụng công nghệ để quảng bá đến. Và sắp tới đây là tuyến U Line này sẽ được chứng nhận chở người, hàng hóa thì đã được chứng nhận rồi, sắp tới được chứng nhận chở người và chở du khách đi từ đầu cổng vào đến cuối của tuyến đường là ga tiếp theo, là chiều dài là 1.119 mét. Và có những cái khu nhà hàng Portal ở phía gần ngay kia thôi. Đó là ngồi ăn, có thể là review sang khu công nghệ ở bên này. Đó. Thế thì tiếp theo nữa là có cả nhà hàng bia, rồi các khu ẩm thực nuôi trồng ở phía sau, rồi đầu cầu tiếp theo sẽ chuyển đến quý vị. Nhưng trước khi chuyển đến đầu cầu tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu đồng đội của chúng tôi đến từ đâu và những ai ở đầu cầu này. Và trước tiên là xin mời anh Hưng. Và xin chào quý anh chị đang theo dõi phòng Zoom ngày hôm nay. Thì sau khi mà du khách đến trung tâm chứng nhận Ecotec Park và khu nghỉ dưỡng của công ty thì du khách sẽ được
vận chuyển đến khu nghỉ dưỡng thông qua một tuyến đường, đó là tuyến đường Ulilai. Và trước mặt quý cô chú anh chị, đây là tuyến đường Ulilai, một tuyến đường đã được thương mại, được nhà nước cấp phép cho vào hoạt động, và hiện tại nó đang được sử dụng làm phương tiện để vận chuyển hàng hóa, và sắp tới đây thì nó sẽ được sử dụng làm vận chuyển hành khách, giúp du khách đến với khu nghỉ dưỡng một cách thuận tiện nhất, an toàn nhất. Và khu phức hợp này nó bao gồm hai nhà ga và một tuyến đường ray và bốn trụ đỡ, với ưu điểm là tiết kiệm khi chi phí khi mà sử dụng cái phương tiện Uninai này. Để đi 100 km thì tuyến đường này chỉ mất tầm khoảng 4,5 kW điện thôi. Với các phương tiện vận tải khác thì nó tiết kiệm hơn 10 lần. Vậy. Và với cái độ bền của cái tuyến đường Uninai này, nó có thể lên tới 55. Nó có thể chịu được nhiệt độ từ âm 40 đến 60 độ C. Và khi mà du khách trải nghiệm trên cái tuyến đường vận tải này thì mọi người có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh khu nghỉ dưỡng này, giúp mọi người hòa quyện vào thiên nhiên, đúng không ạ? Và tiếp theo sau đây thì xin mời những nhà đồng tài trợ tiếp theo sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình khi mà đến khu trung tâm công nghệ của công ty. Và em xin mời chị ạ. Em xin kính chào cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom của tối ngày hôm nay nhé. Hiện tại là giờ ở bên này là đang là 14 giờ. 16 giờ 19 phút. Đấy. Em Khiêm rất là may mắn hơn bao những anh chị em đang ở nhà để theo dõi, là có cơ hội cho phép mình được sang đến bên này và được trực tiếp ngắm những cái công nghệ của em Khiêm đã góp vốn cho công nghệ được 6 năm qua. Hôm nay được mắt thấy tay sờ và nhìn rõ ràng đó là một công nghệ thực tế. Thật sự là nếu như ở nhà thì chúng ta cứ đoán non đoán dài, nhưng mà khi em Khiêm may mắn được đến đây ý, thì là em Khiêm thật sự là hạnh phúc đã vỡ òa. Thật sự là đi nửa vòng trái đất em Khiêm đến được nơi đây, là với những đồng tiền nhỏ bé của mình, nhưng em Khiêm đã đặt niềm tin vào một nhà sáng lập. Ông đã phát minh ra cái công nghệ để cứu địa cầu của chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay em Khiêm, gia đình nhà em Khiêm, em đầu tiên là em Khiêm cũng phải cảm ơn chồng đã tạo điều kiện cho em có thời gian ở bên này được 10 ngày để cùng với anh chị em được biết về công nghệ của chúng ta nó thực hư như thế nào. Thì đến nơi đây em mới thấy nó là thật sự là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Em phải nói là mình là một người cực kỳ may mắn, hạnh phúc được chung tay đóng góp những đồng tiền nhỏ bé, cho dù rất ít nhưng mà công nghệ thì đã hoàn thành rất là nhiều rồi cô chú anh chị ạ. Chính vì thế mà hôm nay ai đang có mặt trong buổi Zoom, đang còn băn khoăn thắc mắc về những điều gì thì xin hãy nán lại, tìm hiểu thêm, đừng bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội với em Khiêm ngàn năm mới có một lần. Nên là tất cả đoàn cổ đông của Việt Nam của chúng ta đã đích thân bỏ những tiền vé, tiền visa, của cải của mình đóng góp cho công nghệ để cho công nghệ hoàn thành. Nếu như ai cũng sợ cách đây 10 năm từ 2014 mà mọi người cứ sợ mất, thì bây giờ cái công nghệ đấy chỉ là nằm trên giấy mà thôi, chỉ nằm trên bản vẽ mà thôi, nhưng bây giờ công nghệ đã được chứng nhận, được đi và được 10 trong đấy là 200 quốc gia. 200 quốc gia đã cùng tham gia đóng góp. Em Khiêm rất là may mắn được đồng hành cùng với toàn những cấp lãnh đạo của các quốc gia, được đồng hành đóng góp, được sở hữu là cổ phần chính của công ty, đó được sở hữu cổ phần gốc của công ty, đó. Em Khiêm mà được đồng sở hữu cổ phần gốc của công ty, nên là mọi người cứ yên tâm nhé, cứ yên tâm là với những đồng tiền nhỏ bé của mình, nhưng mà sẽ lại mang lại sự giàu có cho quý vị trong tương lai, cho con cháu mình, cho
cho đời con đời cháu của mình. Rồi ngày mai, ngày trong 10 ngày tới thì đoàn của em Khiêm sẽ được vào thăm khu đường ray và nhà ga và những con tàu và được đi, thì nó sẽ thực tế hơn, sẽ truyền tải được tất cả những cái thông điệp mà mọi người muốn tìm hiểu, thì sẽ chờ đợi vào những video tiếp theo nhé. Rồi em Khiêm xin cảm ơn tất cả mọi người, và đây cũng mời chị có thể làm nhà góp vốn cho công nghệ, chị cũng có thể nhận xét được cái việc đây. Rồi, mình là Yến, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình vô cùng hạnh phúc và may mắn được đến cái công ty UST mà mình đã bỏ một số tiền nhỏ bé của mình để góp vốn cộng đồng để xây cùng với công ty cái ngài chủ tịch, các anh chị em trên toàn thế giới để xây dựng cái công nghệ UST này là bảo vệ môi trường và không bị tắc nghẽn giao thông, không bị tai nạn. Mình nghe thấy mình đã rất chi là yêu cái công nghệ này rồi, nghe thấy mình đã coi như là chưa cần coi như là chưa cần tìm hiểu, mình đã ra quyết định mình vào rồi đấy. Nhưng mà sau mình tìm hiểu, mới đầu mình nghe thấy là mình quyết định mình bảo vào cái công chỉ mới nghe cái công nghệ xanh này thôi, là bảo vệ môi trường, bảo vệ con người không bị tai nạn và không bị ùn tắc giao thông. Mình đã bảo mình vào 3.000 rồi, xong đến lúc mình vào Zoom mình tìm hiểu có mấy hôm thôi, mình vào ra quyết định cho mình vào 10.000. Và mình thực sự là mình cảm thấy mình hôm mình được đặt chân đến công ty nơi của đất nước Belarus này, mình thật vô cùng tự hào và hạnh phúc, thực sự hạnh phúc vỡ òa ở nơi này. Thực sự là không biết là tả như thế nào để cho nó xứng đáng với cái môi trường thiên nhiên và cái cảnh quan của công ty ở đây vô cùng tuyệt vời, coi như là một hệ sinh thái khép kín, mà hệ sinh thái vô cùng là nhiều hệ sinh thái mà tiềm năng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời luôn ấy. Mình thực sự là nếu như ai mà biết đến cơ hội này mà không vào ấy, thì như tuyến trên của mình nói là nếu biết đến cơ hội này mà không vào ấy, thì tiếc 7 đời luôn. Mình thực sự là không biết nói gì hơn, thực sự là hạnh phúc vỡ òa, chỉ biết là chia sẻ một đôi điều với các bạn và các anh chị em như vậy. Thế thì xin các anh chị em mình nói thật là từ đáy lòng của mình, không có mình học Phật, mình không không có nói không không có nói sai, không có nói sai, không có nói sai sự thật. Thật sự mình không không thích người như thế và không thích người người như như nói sai sự thật. Mình chỉ thích tất cả đều là sự thật, và mình nói cũng hoàn toàn chân thật từ cảm nhận trong trái tim mình, trong tận đáy lòng mình. Thực sự là xin chúc các anh chị em cổ đông nhà mình đã coi như là tin tưởng cái công nghệ này, và mình cũng mong muốn dân Việt Nam mình mà ai biết đến cơ hội này thì nên vào để cho mình có một cái cơ hội trở nên giàu có, và mình coi như là làm phúc diện rộng ấy, coi như là mình làm từ thiện diện rộng rộng ấy, bảo vệ mẹ thiên nhiên, mẹ trái đất, và bảo vệ con người và giúp cho con người coi như là có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình xin hết ạ. Xin chào các bạn. Chào các anh chị em. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến gặp một cô gái rất là xinh đẹp. Cũng được biết là cô ấy đã đến đây không chỉ là lần đầu tiên, và tiếp theo lần này
thì cảm nhận của cô như thế nào, và xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Tôi tên là Vũ Thị Nhụ, hiện tại thì tôi đang sống ở Hà Nội. Đây cũng là lần thứ hai tôi được tới đây. Lần đầu tiên là năm 2022, và mỗi lần tới đây là mang một cảm xúc khác nhau. Đấy, và cái cảm xúc duy nhất mà tôi luôn có đấy chính là mỗi lần đến đây tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, thật sự rất là hạnh phúc, bởi vì cái số tiền mà mình bỏ ra đầu tư cho công nghệ và đến bây giờ là mình được tận mắt chứng kiến đây, mắt thấy tai nghe đấy, và tôi cũng đã được đi thử trải nghiệm một vài con tàu rồi đấy. Và thật sự là đến bây giờ ấy, mọi người nếu mà ai còn băn khoăn, còn chưa tin tưởng vào công nghệ thì hãy đầu tư vào công nghệ này, bởi vì đây không còn là cái công nghệ ở trên giấy nữa, mà nó là công nghệ thực tế. Chúng ta đã được đến đây, được trải nghiệm và được đi thử con tàu này rồi. Đấy. Tôi không biết nói gì hơn, thì tôi xin chuyển mic cho anh Phụ. Vâng, cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến đầu cầu tiếp theo. Và đầu cầu tiếp theo của chúng tôi là ai ạ? Thưa quý vị, đây là ga đầu tiên và đây là cái ga đầu để dẫn đến cái ga cuối, và tiếp theo là xin mời quý vị cùng theo dõi đến ga cuối là anh Ngọc Bình, điểm cầu cuối anh Ngọc Bình cùng các nhà tài trợ. Vâng, xin mời anh Ngọc Bình nha. Dạ vâng, đầu cầu thứ hai nhà mình ơi, vui lòng anh chị em, em thấy là cả nhà hỗ trợ bật đầu cầu số 2 là chị Quế Vũ ạ. Dạ vâng, em đã yêu cầu bật tiếng rồi ạ. Vâng, xin mời. Đầu cầu Beirut. Xin chào quý vị. Vâng, Ngọc Bình mến chào quý vị các bạn. Rất là hạnh phúc ngày hôm nay Ngọc Bình cùng với các cổ đông tâm huyết đang có mặt tại một nơi rất là xa xôi, đã vượt xa hàng nghìn km, đúng không ạ? Rất là nhiều nghìn km. Có thể di chuyển sang đến đây phải mất đến 14 tiếng đồng hồ. Nhưng thực sự là vô cùng là hạnh phúc. Và ngày hôm nay ở ngoài kia, không khí ở đây thì gió rất là lạnh, gió rít. Đó, chúng ta thấy. Nhưng tuy nhiên thì trong lòng tất cả các cổ đông có mặt tại đây thì cảm thấy đã rất là nóng rồi. Anh chị em đã có cảm thấy nóng chưa ạ? Vâng, chúng ta ở nhà có cảm thấy cái không khí nóng truyền tải từ đầu cầu Beirut gửi đến quý vị như thế nào rồi ạ? Chúng ta có thể comment đúng không ạ? Và dạ vâng ạ, đang cảm thấy rất nóng ạ. Anh Bình ơi, anh có thể hỗ trợ hộ em là mình sẽ quay ngang màn hình để chúng ta có thể nhìn full đúng không ạ? Quay kéo cái thanh công cụ xuống, chúng ta sẽ bật chế độ là xoay ngang màn hình ạ. Thì chúng ta sẽ được nhìn thấy full màn hình của chúng ta. Các cả nhà thấy không ạ? Mặc áo phao rồi đeo găng tay, nhưng mà anh chị đứng đợi từ các người rất là lâu để truyền tải những thông tin từ đầu cầu bên kia về cho chúng ta cả nhà. Hãy comment số 6 để là cho các anh chị đấy sẽ chia sẻ cho chúng ta thật nhiều hình ảnh ở bên đấy được hơn đúng không ạ? Hãy comment thật nhiều số 6 đi ạ. Mình sẽ kéo cái thanh công cụ trên màn hình xuống, bắt đầu là có cái biểu tượng đỏ ngay trên thanh công cụ ạ, là mình sẽ quay ngang màn hình, là cầm điện thoại của mình quay một phát là nó sẽ full được hơn ạ. Để có được những bức phim và những hình ảnh đẹp nhất thì cả nhà mình sẽ vui lòng chờ một chút đúng không ạ, và ai mà đang ghi âm thì sẽ có được những hình ảnh đẹp hơn. Đó, mình cũng có trên này nhỉ. Mình đang dùng máy gì đấy ạ? iPhone. Đúng rồi, iPhone. Mình vui lòng kéo hộ em cái thanh công cụ xuống dưới này. Chị ơi, chị có nhìn thấy cái điện thoại của em? Để em ra trước mặt em. Nó có cái dấu đỏ, dấu cái biểu tượng đỏ ấy ạ. Xong rồi chị quay ngang màn hình một cái. Đấy. Rất là nhiều tình yêu thương một quý cô chú anh chị đang gửi cho chúng ta. Thấy lạnh rồi, thấy môi là hơi tím tím rồi. Ồ, quý vị hãy chờ đợi một chút để chúng ta có những quen. Em sẽ tắt nền ảo của em đi, để hỗ trợ anh chị em một chút xíu nhé. Anh chị em kéo màn hình xuống. Xong rồi nó có một cái biểu tượng đỏ ở ngay dưới chỗ cái biểu tượng mà của mình bắt wifi hay là sóng gì ấy. Được rồi, rất là tuyệt vời, đã rõ ràng. Vâng, em xin trả lại mic cho đầu cầu thứ hai của chúng ta, anh Bình và các anh chị em đang ở bên đấy ạ.
Vâng, rất là cảm ơn Em còn sự bấm chứ chưa? Ok, quý vị nghe rõ không ạ? Em Ngọc Ánh nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ ạ. Ok, xin cảm ơn sự hỗ trợ của MC Ngọc Ánh xinh đẹp và Ngọc Bình cùng với các cổ đông tâm huyết đang có mặt tại điểm cầu điểm ga cuối của tuyến đường Ulilai, và một chút nữa thôi chúng ta sẽ tìm hiểu ga cuối của tuyến đường Ulilai như thế nào. Nhưng ngay sau đây thì Ngọc Bình xin giới thiệu một chút. Ngọc Bình đã biết đến công nghệ này từ cuối năm 2018, và đầu năm 2019 đến nay thì Ngọc Bình cũng đã đồng hành và đã 2 lần sang công viên công nghệ bên trung tâm USKY ở Sara. Nhưng đây là lần đầu tiên khi mà A Phủ có mặt đây, thì ngoài sức tưởng tượng, thực sự là một nơi vô cùng là tuyệt vời, đặc biệt là được tận mắt chứng kiến công nghệ chúng ta phát triển như nào trong những năm qua. Và không những Ngọc Bình và tất cả các cổ đông ở đây cũng cùng một tâm trạng. Và ngay sau đây thì Ngọc Bình xin nhường lời cho một cổ đông đến, và cô có thể giới thiệu một chút cho quý vị đang theo dõi Zoom là cô đến từ đâu và cô có cảm nhận như thế nào khi mà cô tận mắt chứng kiến công nghệ của chúng ta. Xin chào tất cả các bạn ạ. Tôi là Nguyễn Thị Vinh Hoa, sinh năm 1962, tôi tại sinh sống tại Hải Phòng. Thì hôm nay tôi vào dự án này đã được hơn 2 năm rồi. Thì thực sự mà nói thì vào đã hơn nay 2 năm rồi, nhưng mà hàng ngày thì tôi chỉ nhìn công nghệ ở trên Zoom thôi. Nhưng mà hôm nay tôi trên Zoom thôi, nhưng mà tôi cũng rất là tin tưởng cái dự án này rồi. Thì đâm là tôi cũng rất là háo hức, tôi đã luôn luôn chia sẻ với mọi người, nhưng mà cái chia sẻ của tôi nó chưa được nhiều lắm. Nhưng mà đâm tôi quyết định là tôi đợt này tôi phải sang Beirut để tôi thực tế, để tôi xem công nghệ này, coi là tất cả trên Zoom hoặc là trên hình ảnh ở trên đấy nó như thế nào. Như đúng thật tôi đến đây tôi vỡ òa hơn các bạn ạ, nhìn thấy nó tuyệt vời luôn. Những hình ảnh tôi trên Zoom tôi nhìn thì nó nhìn nó bao quát hết như này, tôi nhìn một tí tôi nó bát ngát mênh mông luôn. Trời ơi, nó rộng ra nó rộng luôn các bạn ạ. Nó rộng mà nó đẹp lắm. Rồi là nhìn một bên thì đường ray thì trải dài rộng rộng rộng, nhìn mút ngát, tôi không còn nhìn thấy tiếp nữa, là sau cái tao đuôi lại cái gì nữa. Vì chân tôi đau tôi cũng chưa đi được nhiều lắm. Xong rồi là nhìn ở chỗ tôi, khu vực tôi được về tôi nghỉ ngơi, khu ăn dưỡng, gọi là khu ăn dưỡng đấy ạ. Nó những cái ngôi nhà rất là đẹp, nhỏ xinh đẹp, trong cái đầy đủ tiện nghi luôn. Và tôi lại biết thêm một cái hệ sinh thái nữa là cái khu du lịch để cho mọi người vào tham quan và nghỉ dưỡng ở trong đấy nữa, mà tôi thấy lại cũng rất nhiều khách du lịch vào đây nghỉ ngơi nữa. Tôi nghĩ trong này chắc là chỉ tiếc những cái cổ đông như chúng tôi thôi, nhưng không phải, tôi nghĩ nhầm. Vào đây tôi thấy ngỡ ngàng luôn, giải rất nhiều người Tây người ta vào đây người ta nghỉ dưỡng ở đây mà thấy lạnh thế này, và con bé xíu à, thế mà nó đi ra ngoài đường rồi nó chơi tất cả những cái trò chơi ở đây này rất là phong phú và rất là đẹp này, hồ rộng rãi này. Nói chung là tôi vỡ òa luôn các bạn ạ. Thì đúng là một số tiền của tôi cũng rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà rất là bình thường thôi, nhưng mà hôm nay Cô tôi cảm thấy thấy thế sự nào? Cô thực sự rất là vui và rất là hạnh phúc luôn. Và đây là đúng là mình là tôi cứ chỉ như trong đầu tôi là thôi, gia đình mình chắc là rất là được đại phúc và được coi là rất là có duyên có phúc, thì đông tôi biết được cái dự án này. Và tôi muốn là sau này là tôi về đợt này là tôi sẽ trao cơ hội cho toàn bộ trong đình gia đình nhà tôi và những người tôi quen biết nữa, để cho lan tỏa rộng rãi, để cho giúp cái dự án của chủ tịch coi là nó càng ngày nó càng nhanh phát, càng ngày coi là nói tóm lại là càng Chuyển hơn. phát triển tốt Vâng. hơn. À, Vâng. tôi xin biết cảm nhận là qua như vậy thôi, các bạn thông cảm cho tớ ạ. Tớ mới mới đến hôm qua thôi, mà nói chung là chân thì nó rất là đau, thế đông đi cũng chưa được nhiều, thế đông ra là cái cảm nhận của mình thì chỉ thấy hạnh phúc mà thấy nó sung sướng đấy các bạn. Vâng. Cảm nhận được đó thôi được xin. Dạ. Vâng, xin cảm ơn cô Hoa rất nhiều. Và quý vị có thấy không ạ? Với một cô rất là tâm huyết, và mặc dù chân rất đau nhưng đã có mặt đây, và cô đi bộ rất nhiều vì đây đẹp mê ly đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn cô. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, thì xin giới thiệu với quý vị một chị đúng không ạ? Chị có thể giới thiệu mình tên là gì, mình đến từ đâu, và khi mà chị đặt chân tại đây chị cảm nhận được cái điều gì mà mình cảm thấy là hạnh phúc nhất không ạ? Xin mời chị. Vâng, xin chào quý cô chú anh chị em. Mình là Tân Thành. Mình là cô bộ đội nghỉ hưu. Và trước khi vào biết vào cái dự án này thì mình là cô bộ đội. Và sau khi nghỉ hưu thì được cô em
đồng nghiệp chia sẻ cho Thành, và chỉ cần nói, chỉ cô em đấy nói là công nghệ này hay lắm chị Thành ạ. Nó giải quyết được ba vấn đề mà xã hội và cả cái thế giới này về đang cần. Thì Thành thấy là một cái công nghệ mà giải quyết được ba vấn đề là tắc đường, rồi ô nhiễm, rồi tai nạn giao thông, thì Thành đã nghĩ là đây là một cơ hội hết sức là nhân văn, và Thành đã nghiêm túc tìm hiểu, và từ đó đến bây giờ thì không lúc nào là không có tháng nào là Thành không có vốn với công ty. Và điều đặc biệt là một cô bộ đội như Thành thì không bao giờ nghĩ được đi nước ngoài, đúng không ạ? Và lần đầu tiên được đi nước ngoài thì Thành cảm thấy là mình rất là hồi hộp, vui sướng, hạnh phúc lắm cả nhà. Khi đặt chân đến đất nước Belarus thì một cái cảm giác hết sức là ngỡ ngàng. Đấy, một đất nước hết sức là rộng lớn như thế mà dân số chỉ bằng 1/10 Việt Nam mình thôi. Mà cái ý thức của con người thì hết sức là có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Cho nên ở đoàn của Thành được ở Belarus, ở thành phố Minsk của Belarus một ngày, và về đến công ty thì cảm nhận của Thành ngay từ lần đầu tiên đến bước chân đến đất nước Belarus thì hết sức là sạch sẽ cả nhà, không có rác. Và phải nói là ngỡ ngàng. Đến khi đến công ty thì khi đến công ty thì hết sức là ngỡ ngàng với cái thành công, bao nhiêu thành công chị, bao nhiêu của dự án mình. Thực sự mà nói là phải là 100% là cả nhà nha. Chị có muốn nhắn gửi điều gì không ạ? Việt Nam ạ? Thì thời gian cũng không có nhiều, cho nên là Thành muốn nhắn gửi cho tất cả những người đã tham gia Zoom và những người đang tìm hiểu, hãy nghiêm túc tìm hiểu, và cơ hội này hết sức là nhân văn và độc đáo, và hãy sở hữu cho mình một số triệu cổ phần, càng nhiều càng tốt ạ, để không những là giúp chủ tịch là giải quyết cái giúp chủ tịch là hoàn thành cái sứ mệnh của mình là xây quyết đi giải cứu hành tinh, mà còn giúp cho gia đình mình, cho bản thân mình và con cháu đời nhà mình đời đời được sung túc cả nhà nha. Xin chào. Vâng, rất là cảm ơn chị Thành rất nhiều. Và quý vị thân mến, chúng ta có cảm thấy một niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ hòa khi mà lần đầu tiên ở đây là có bốn cô cháu là đều là lần đầu tiên, và rất là hạnh phúc đúng không ạ? Và niềm vui luôn lan tỏa trong những ngày tới. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa, ngay sau đây thì Ngọc Bình xin giới thiệu một gương mặt rất là thân quen, một cô gái không biết là đến từ đâu. Ngọc Bình nhường lời cho cô gái đó, và đây là một nhà đồng sở hữu công nghệ rất là tâm huyết. Xin mời. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang tham gia đầu cầu của Việt Nam nha. Thế ở Belarus bây giờ mặc dù thời tiết rất là lạnh nhưng mà anh chị em cảm thấy rất là hào hứng anh chị ạ. Và em xin tự giới thiệu với quý vị về bản thân một chút. Em tên đầy đủ là Vũ Thị Quế. Em năm nay 38 tuổi và em hiện tại sinh sống tại Bắc Ninh. Em cũng biết đến dự án UST từ những năm 2020 và đã theo dõi dự án của mình suốt từ những năm 2020 đến ngày hôm nay. Với ông đã một lần sang bên Dubai để có thể trải nghiệm cái phương tiện mà mình, cái công nghệ mà mình đầu tư. Và ngày hôm nay trong cái dịp này thì Quế đã quyết định là dành cho mình một cái chuyến công tác cũng như là nghỉ dưỡng tại Belarus để tận mắt chứng kiến cái công ty công nghệ và chứng nhận của chúng ta tại Belarus, cái nơi mà đã sản sinh ra công nghệ của chúng ta. Và khi mà đến Belarus thì Quế thật sự rất là ngỡ ngàng luôn, bởi vì cái quy mô của doanh nghiệp nó lớn hơn rất nhiều so với lại sự tưởng tượng của Minh Quế. Và Quế cảm thấy là mình đầu tư rất là đúng nơi, đúng chỗ, và đặc biệt là đến nơi này mình thấy được cái quy mô, cái trí tuệ của ngài chủ tịch. Ông có thể tạo ra được một cái quy mô và quản lý một quy mô như thế. Thì cái đồng tiền của mình mà đầu tư cho chủ tịch là hoàn toàn xứng đáng, và Quế tin rằng trong tương lai thì chủ tịch sẽ dùng cái đồng vốn của chúng ta và giúp cho tài sản của chúng ta tăng trưởng lên gấp rất nhiều lần, và những cái gì mà chủ tịch đang kinh doanh sẽ mang lại cho chúng ta những dòng tiền cực lớn sau này. Đấy, thì khi mà đến đây Quế cảm thấy rằng là cái không khí nó rất là trong lành, cũng như là nơi mà đội của Quế đang đứng đây là đầu cuối của tuyến đường thương mại đầu tiên của chúng ta, đó là Ulilai đó. Và ngay sau đây Quế sẽ đưa mic cho anh Bình để anh Bình có thể chia sẻ với quý vị về cái đầu cuối Ulilai, tuyến đường thương mại
Đầu tiên của chúng ta tại Belarus nha cả nhà. À, xin cảm ơn Quế Vũ rất là nhiều, là một cô gái rất năng lượng, và bao nhiêu quý vị cảm nhận điều đó hãy comment, hãy thả tim ạ, và ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng theo đầu cầu thứ hai để chúng ta đến review một chút điểm điểm ga cuối của Vila. Xin mời quý vị có thể đi cùng với đoàn ạ. Đây. Đây là đầu cuối của Ulila nha cả nhà ơi. Vâng. Xin giới thiệu với quý vị, đằng sau A Phủ đây là ga cuối của Vila. Vừa rồi quý vị cũng đã được đầu cầu đã đưa chúng ta từ đầu công viên công nghệ, đúng không ạ? Và đây là điểm cuối, và chúng ta thấy đây là một tuyến đường thương mại đầu tiên của chúng ta. Và tuyến đường này có chiều dài là hơn 1 km, tức là hơn 1.000 m quý vị. Và ở đây là một tuyến đường với một cái kết cấu rất là nhỏ gọn và thanh mảnh. Và chúng ta cảm nhận được khi du khách đến thăm trung tâm công nghệ Eco Techno Park thì du khách sẽ được hình dung ra, đúng không ạ? Và được đi trên một cái chuyến tàu rất là êm ái, mượt mà như tuyến Uline này. Và hiện tại thì tuyến Uline như A Phủ được biết rằng là gì? Tuyến Uline này đang là vận chuyển hàng hóa. Nhưng đã có thông tin là chúng ta đã sẵn sàng để vận chuyển hành khách, và A Phủ cũng như là tất cả ta, A Phủ Bình, các bạn Ngọc Bình cũng mong muốn là những vị khách đầu tiên để di chuyển trên tuyến đường thương mại đầu tiên của chúng ta, tuyến đường Uline. Và cái ý nghĩa của tuyến đường ga cuối này, sau khi du khách được trải nghiệm, được tham quan, được vượt qua những hồ câu cá, những khu du lịch thắng cảnh, rồi những khu nhà sinh thái hay là vườn thú, thì chúng ta sẽ được đến điểm cuối và đón chờ được trước mắt chúng ta, đó là khu nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời. Xin mời quý vị. Có thể tham quan khu nghỉ dưỡng của chúng ta. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tham quan khu nghỉ dưỡng, và sau đó chúng ta sẽ đến được một nơi vô cùng là tuyệt vời và hấp dẫn. Bao nhiêu quý vị mong muốn chúng ta hãy bình luận đi ạ. Đây là một nơi chúng ta sẽ được đầy cảm xúc, đúng không ạ? Hứa hẹn rất là nhiều cảm xúc. Không biết là quý vị đã đoán ra đấy ạ. Vâng, một biểu tượng vô cùng tuyệt vời, và chúng ta sẽ ngay sau đây hãy cùng chân với đầu cầu thứ hai. Chúng ta bị vô cùng ý nghĩa, một nơi đã ấn tượng và là biểu tượng, đúng không ạ? Và bao nhiêu quý vị có thể là mong muốn chúng ta tận mắt thấy cảnh này, chúng ta hãy gì ạ? Hãy comment, đúng không ạ? Và đây Quế có thể review một chút. Chúng ta thấy khu nghỉ dưỡng ta rất đẹp. Ngay sau khi du khách chúng ta bước xuống Ulila, đúng không ạ? Và sẽ đưa được hành lý vào các khu nghỉ dưỡng của chúng ta ở đây, mọi người thấy không? Đấy, và khi mà vào các khu nghỉ dưỡng thì ở đây là chúng ta có xích lô để đi chơi này. Chúng ta có khu nhà ăn ở ngoài trời kia, và ở đấy có các cái lò nướng, đúng không? Đây gọi là gì? Đây là cái bếp nướng, gọi là bếp nướng BBQ. Đấy, có thể là mang đồ ăn vào chúng ta nướng, hoặc là chúng ta câu cá hồi ở dưới kia, chúng ta ăn lên đây, chúng ta làm món BBQ cá hồi đúng không anh chị? Đấy. Và đây là các khu nghỉ dưỡng tiếp theo này, và dọc hai bên đường mọi người cũng có thể thấy là các cái ngôi nhà nghỉ dưỡng của chúng ta rất là đẹp và rất là nhiều luôn. Và ngày trước thì chỉ có một khu ở bên này thôi, nhưng mà bây giờ du khách vào đông quá, giờ đã mở rộng sang khu bên kia rồi, và Quế thì đang ở khu bên kia anh chị ạ. Khu kia vô cùng tuyệt vời. Khu bên kia thì Quế đã làm những video để review cho anh chị cái khu bên kia rồi, nhưng mà bên này thì đẹp hơn và tuyệt vời hơn, chắc là bên này dành cho VIP hơn. Mến khi mà trong như thế này hạnh phúc lắm. Và được là điểm chúng ta đang đến là gì ạ? Chúng ta hãy comment bình luận đi ạ. Một điểm vô cùng tuyệt vời quý vị ạ. Một biểu tượng này chúng ta không thể nào quên được. Và bao nhiêu quý vị hãy comment ạ. Hãy comment để ngay sau đây đội điểm cầu thứ hai Ngọc Bình cùng với quý vị cả chúng ta sẽ được chứng kiến. Xin mời chúng ta. Vâng. Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì đầu cầu thứ hai đang có mặt tại một nơi gọi là chúng ta có lẽ là chúng ta đã nhận ra, đúng không ạ? Đây là một nơi vô cùng là tuyệt vời. Đây là biểu tượng của có thể là trái tim, gọi trái tim của khu công viên. Và tại sao, đúng không ạ? Và tại sao để ngay sau đây quý vị có thể thấy là kia chúng ta thấy đó là bức tượng. Vì sao như vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút khu này nhé. Xin chào mọi người, đứng trước đội của đầu cầu Belarus. Đây là chúng ta đi điểm của... gần, chúng ta chỉ gần hơn.
chúng ta sẽ vào gần hơn nhá. Quế vào bên kia, Quế đi gần kia, chúng ta sẽ vào gần hơn này. Đây là tượng của mẹ Mai Chủ tịch. Đấy, tượng của cặp hoa tam tiên. À, và chúng ta đấy, xin mời chúng ta nhìn ạ. Đó. Đây là hình ảnh mẹ của chủ tịch. Và các bạn biết sao ở vị trí này ạ? Là ở gần ngay cái khu trung tâm thử nghiệm của chúng ta ngoài kia, trung tâm công nghệ của chúng ta ngoài kia. Và biểu tượng của người mẹ đặt ở đây là quà tặng mà chủ tịch muốn dành cho người mẹ yêu dấu của mình. Đó là nhìn ra cái khu công nghệ của chúng ta để bà có thể nhìn thấy sự thành công của công nghệ của chúng ta. Đấy. Và anh chị thấy rằng là đây là một người mẹ rất là tuyệt vời, bà ấy đã rất là vất vả nuôi con mình, đơn thân nuôi con và đã ủng hộ cho chủ tịch rất là nhiều trong cái hành trình khởi nghiệp của mình. Và Quế được biết rằng là bà rất là nghị lực đúng không ạ? Một người mẹ đơn thân mà có thể nuôi hai con thành tài như thế. Thì trong quá trình chủ tịch khởi nghiệp thì bà đã nhìn thấy chủ tịch rất là vất vả trong cái việc khởi nghiệp. Tuy nhiên rằng là khi mà chủ tịch đã tạo ra được công nghệ như ngày hôm nay thì bà không còn nữa. Và đấy là mong rằng luôn. Và đấy là cái mong muốn của chủ tịch là được mẹ mình nhìn thấy sự thành công của công nghệ để bà có thể an lòng khi bà ở dưới thế giới bên kia đúng không ạ? Và Quế thấy rằng là chủ tịch đã thừa hưởng được cái nghị lực của bà đúng không ạ? Sự chăm chỉ của bà. Và một công ty tuyệt vời, một doanh nghiệp tuyệt vời, một công ty tuyệt vời, một doanh nghiệp tuyệt vời nó sẽ được tạo ra từ những con người tuyệt vời đúng không ạ? Và Quế thấy rằng là chủ tịch này là một người rất là đạo đức, rất là trí tuệ và rất là nghị lực. Thì Quế tin tưởng rằng là ngài sẽ tạo ra một cái sự cuộc cách mạng rất là lớn trong tương lai. Và Quế rất là tin tưởng rằng ngài chủ tịch chính là những người sẽ tạo ra một nền văn minh mới cho thế giới. Và tất nhiên khi mà chúng ta được đồng hành với những cái công ty, với những con người vĩ đại như thế thì chúng ta cũng sẽ là những con người vĩ đại đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái sự tăng trưởng về tài chính rất là lớn khi mà chúng ta được đồng hành với những con người tuyệt vời như vậy. Và thông qua cái chuyến đi qua Belarus này, Quế thấy rằng là mắt Quế thấy rằng là quy mô lớn như thế, rồi Quế thấy công nghệ của chúng ta đã thương mại, đồng thời là các quốc gia khác cũng đã có những cái đơn đặt hàng, thì Quế tin tưởng vào công nghệ này 100%, thậm chí còn hơn 100%. Và Quế về mong muốn rằng qua chuyến đi của mình, qua chuyến thử nghiệm của mình sẽ giúp cho nhiều người hơn có thể nhận diện ra được cơ hội và chúng ta cùng nhau nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp quốc tế. Biết đâu đấy sau này nó phát triển lớn mạnh như Apple, như Google, như Amazon thì chúng ta có phải là những người rất là giàu có, rất là thịnh vượng đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái tương lai hoàn toàn mới sau này. Và Quế cũng đã khởi nghiệp rất rất là nhiều lần, cả truyền thống cũng như là cũng đi ra ngoài kinh doanh, và hiện tại cho tới bây giờ thì Quế chưa thấy cái cơ hội nào nó có thể lớn và nó có cái quy mô tuyệt vời như thế. Đấy, thì, xin chúc cho các anh chị hãy sở hữu rất rất nhiều triệu cổ phần để chúng ta sẽ sớm đạt được những cái mục tiêu về tài chính như mà chúng ta mong muốn. Xin chào. Xin cảm ơn Quý Vũ với những lời phát biểu rất là chân thành, rất là xúc động đúng không ạ? Vâng, bao nhiêu quý vị cảm thấy điều đó, thực sự là Ngọc Bình cảm thấy vô cùng xúc động khi mà gặp mẹ của Anatoly Zhivkov, cũng giống như là những người bà mẹ của Việt Nam đúng không ạ? Vô cùng là tần tảo và hình thành tính cách ngài Zhivkov là cũng từ người mẹ. Vâng, rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe đầu cầu thứ hai trực tiếp từ Belarus, và xin gửi lời chào một lần nữa. Đầu cầu Belarus, xin chào. Vâng, bao nhiêu quý vị muốn câu cá ạ? Ngay sau đây thì quý vị hãy đến điểm cầu tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Câu cá. Xin chuyển mic cho anh. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Quế Vũ và đầu cầu thứ hai của chúng ta. Cả nhà mình đã thấy sức nóng của buổi Zoom ngày hôm nay chưa ạ? Mới chúng ta mới đi qua có hai đầu cầu thôi mà đã nhận được rất nhiều thông tin, rất là nhiều hình ảnh, em ánh nhìn qua thấy rộng quá. Vâng, anh chị để chuẩn bị tiếp theo đến đầu cầu thứ ba của chúng ta cùng comment cho em số 8 để tiếp tới hành cái đầu cầu thứ ba. Anh chị em đầu cầu số 3 ơi, chúng ta vui lòng giơ tay lên hộ em với ạ. Dạ vâng, em mời chị Tuệ Minh ạ.
Để chị sẽ cân cho bạn biết là chị đang đứng tại đâu đúng không ạ? Xin chào các cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Mình là một trong những thành viên đang có mặt ở đầu cầu Belarus và là đầu cầu cụ thể ở đầu cầu số 3. Xin chào các cô chú anh chị ạ. Và cả nhà mình hãy cùng nhau comment thật nhiều vào ô chat số 3 để chúng ta cùng chào nhau được không ạ? Và hiện nay thì cả nhà có thấy cái phong cảnh mình đang đứng rất là xanh và đẹp không ạ? Cả nhà có thể đoán là mình đang đứng ở đâu không ạ? Chúng ta, những ai mà đã từng đến Belarus rồi, đã từng ở trong căn nhà này rồi mà thậm chí chúng ta chưa cần đến nhưng chúng ta ở nhà và theo dõi thông tin rất là nhiều thì có lẽ là chúng ta cũng biết căn nhà này ạ. Thì chúng ta hãy comment tên của căn nhà được không ạ? Dạ vâng ạ. À, mình cảm ơn rất là nhiều số 3 của cô chú anh chị. Và bây giờ thì mình rất muốn nhìn thấy tên của cái căn nhà này ạ. Xem là chúng ta đã biết là mình đang đứng ở đâu không ạ? Vâng. À, không có nhiều thời gian nên là mình xin phép là mặc định là chúng ta đã quen nhau rồi đúng không ạ? Để mình không phải mất nhiều thời gian để chúng ta cùng giới thiệu làm quen hay là giới thiệu tên của mình nữa. Vâng, nhà 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 Eco House này. Rồi gì nữa ạ? Ở đây là căn nhà Garden Inn nhé cô chú nhé. Tức là gì ạ? Nhà có vườn ở bên trong ạ. Thì bây giờ mình sẽ cho cô chú anh chị xem. Chúng ta trước khi nói chuyện về căn nhà này chúng ta sẽ xem một vòng nhé. Chúng ta sẽ xem này. Đó, chúng ta thấy đẹp không ạ? Đấy. Đây là một căn nhà mà có sân ở giữa, căn nhà mà có sân ở giữa và căn nhà có sân ở giữa này và mọi người sẽ ở xung quanh nhé, có 6 phòng ở xung quanh và căn nhà này ở được 12 người. Đấy, trên mái thì có sẽ có cửa sổ trời như thế này ạ. Đấy, có mái kính như thế này. Có mái kính như thế này. Đó. Và ở đây ấy, là cái khu vườn trong nhà và bên dưới bây giờ mình sẽ bật mí cho cô chú anh chị ạ. Tất cả những người mà chúng ta mới đến với dự án chúng ta hôm nay sẽ được hiểu về bí mật của căn nhà này. À, chúng ta đã được nghe lắng nghe rất là nhiều về công nghệ đường ray dây trên cao rồi, là công nghệ để giải cứu cái tình trạng giao thông ở dưới mặt đất. Thế nhưng mà ngài chủ tịch của chúng ta, cô chú anh chị ạ, ngài chủ tịch Anatoly Rizki là một nhà khoa học và ông không phải chỉ đang tạo ra có một mình công nghệ đường ray dây trên cao đâu ạ. Đấy chỉ là một phần thôi, bởi vì ông đang tạo ra một tổ hợp công nghệ để làm sao mà có thể giải cứu được cái hành tinh này, không chỉ mỗi giao thông ạ, từ đất đai cho đến không khí cho đến môi trường. Và ông, những cái phần việc, những công nghệ của ông là sẽ giải quyết được các vấn đề từ mặt đất đến tận không gian ạ. Và cái ngôi nhà này là một tầm nhìn rất là lớn, rất là xa, và đây là một cái sự chuẩn bị cho cái dự án tiếp theo, đó là liên quan đến Spaceway, là dự án ngoài không gian. Tại sao mình lại nói như vậy? Và cái căn nhà như thế này, với cái công nghệ xây dựng căn nhà này ạ, sẽ không có được xây dựng đại trà ở Việt Nam đâu ạ, ở trái đất đâu ạ. Đấy, mà đây chỉ là một căn nhà mẫu và đang thử nghiệm, đang đang không phải đang thử nghiệm đâu, mà là đang trình diễn cho mọi người thấy rằng cái cách vận hành của một căn nhà tự cung tự cấp như thế nào ở trên không gian. Thế thì mình sẽ nói về cái công nghệ tự cung tự cấp này nhá. Đây là một căn nhà mà không có hệ thống thoát nước thải, cô chú anh chị ạ. Chúng ta hình dung rằng là khi mà chúng ta sử dụng nhà tắm này, nhà vệ sinh này, đúng không ạ? Thì và rác thải là chúng ta sẽ thải ra và chúng ta thải nước về, thải các cái đem theo là như xà phòng và những cái chất hóa học hay là những cái chất mà nó bẩn đi kèm theo nước. Thế nhưng mà ở đây thì cái căn nhà này sẽ không cần thoát nước ra khu vực ở xa cái ga thoát nước khu vực để xử lý đâu ạ. Đấy, mà là sẽ thu hết về một cái bể ạ. Một cái bể, cái móng này đã được đào và tạo thành một cái bể, tạo một thành một cái bể lớn. Và ở đây là sẽ chứa nước thải và đã được tính toán ứng với căn nhà là bao nhiêu người, với nhu cầu sinh hoạt như thế nào, cần thải ra những thứ gì. Và sau đó thì là tính toán và từng cái cây này ạ, từng cái cây này, mình sẽ nói về tác dụng của từng cái cây này nhá. Ngoài cái việc tạo ra cái không khí trong xanh cho chúng ta và ngoài cái việc là tạo ra cây cối hoa quả cho người người sống trong căn nhà này ăn, thì cái cây này còn có tác dụng là gì ạ? Hút nước ở dưới bể này lên, đúng ạ, hút nước ở dưới bể này lên để nó nuôi sống chính nó. Và chính vì như vậy thì nước không cần phải thải ra ngoài. Thế thì cây này sống bằng gì ạ? Cây này sống bằng dinh dưỡng, mà dinh dưỡng này đến từ đâu ạ? Tại sao thải ra những cái chất thải như xà phòng, như rất nhiều thứ độc hại khác, như hóa chất khác, nhưng mà cây lại sống được ạ? Là bởi vì ở dưới cái bể này đã được cấy rất là nhiều những cái loại vi sinh vật có lợi và có thể và rất là phong phú, được mang đến từ rất là nhiều, từ khắp nơi trên thế giới để nuôi cấy và để xuống dưới cái bể này, đưa xuống dưới bể này để nó có thể xử lý được tất cả các loại rác thải và biến nó thành chất dinh dưỡng nuôi cây ạ. Đó, thì đấy là lý do là
tự cung tự cấp là như thế. Và một người sống ở trong căn nhà này, chủ tịch có từng nói rằng là nếu như mà tình trạng Covid có diễn ra đi chăng nữa, các cô chú anh chị chúng ta có thể là không được ra bên ngoài để chúng ta đi làm mà chúng ta có lương, không có thu nhập đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể tồn tại được, bởi vì chúng ta có thể tự trồng, tự chăn nuôi và từ đó là chúng ta sẽ vẫn nuôi sống được bản thân mình, thậm chí là về sau là sẽ có thể sản xuất được điện, tự sản xuất được điện ở trong một cái ngôi nhà như thế này. Và cô chú anh chị ạ, chúng ta sẽ không chỉ gặp một mình Minh ở đầu cầu này đâu ạ. Và bây giờ thì Minh mong muốn là mượn tay cô chú anh chị, chúng ta hãy cảm ơn công ty SWC, là bởi vì cái căn nhà này hiện tại là không được có nhiều người vào, nhưng mà đã tạo điều kiện để cho chúng ta hoàn thành được cái việc review cho cô chú anh chị. Đó là sẽ tạo điều kiện cho một người có thể vào để cho cô chú anh chị xem cái bên trong này và cũng như nói về cái bên trong căn nhà này. Sau đó thì lên mái thì sẽ được nhiều người hơn. Vì vậy nên là bây giờ Minh sẽ dẫn cô chú anh chị đi gặp những người còn lại, những thành viên tiếp theo của đầu cầu số 3 nhé. Và khi mà Minh di chuyển thì đương nhiên là nó sẽ có một chút rung rinh. Thì cô chú anh chị chịu khó nhé, không biết là có bị chóng mặt hay không. Thì Minh sẽ di chuyển lên và chúng ta sẽ gặp được những thành viên tiếp theo của đầu cầu số 3. Sẽ lên trên mái. Sẽ lên trên mái. Các leader của chúng ta đang sắp sửa có một cuộc họp quan trọng nên là đã không tham gia được với chúng ta đấy. Nếu không thì chúng ta đây, chúng ta đứng từ trên mà chúng ta nhìn xuống đó. Đấy. Mình đang lên cầu thang, đang lên cầu thang. Đấy, chúng ta nhìn xuống cái sân trong của ngôi nhà. Và bây giờ thì mình đang lên trên mái ạ. Chúng ta sẽ sắp sửa được gặp rất nhiều thành viên khác của đầu cầu số 3. Đây, cái mái đã bắt đầu hiện ra. Wow, mát quá. Đang ở trong cái căn nhà. Đang ở trong căn nhà thì rất là ấm vì có lò sưởi ạ. Thì bây giờ lên đây là lạnh. Đấy, nãy giờ các anh chị em ở trên trên này đợi và đã phải chịu lạnh ạ. Chúng ta hãy cùng comment thật nhiều số 4 để cảm ơn các cô chú anh chị đã ở trên cái mái nhà lạnh như thế này để chuẩn bị chia sẻ với chúng ta. Mình đang tìm và các cô chú anh chị đứng ở đâu. Thì chúng ta có nhìn thấy cái gì đâu không ạ? Tìm các đã theo dõi Instagram của Ecopark và đã nhìn thấy quả quả dưa nó to bằng cái gì ạ? To hơn cả đầu của mình đúng không ạ? Đó. Tuyệt vời không ạ? Chúng ta chụp ảnh màn hình giúp mình cái. Dạ vâng, để trước khi đường truyền được tốt hơn, chúng ta cùng chờ đôi chút, chúng ta comment cái gì hay thì nó luôn thì nó lại rất vui đúng không ạ? Để đón chờ những cái thông tin tốt hơn thì chúng ta vui lòng comment cho em số 8 để chúng ta cùng chờ đợi, cùng tương tác với nhau đúng không? Vâng, mạng của chị Minh đã bị out ra ngoài rồi, quý cô chú anh chị em nhà mình ạ. Chúng ta vui lòng đợi một chút nhé. Đấy, và cả nhà mình ở đây bao nhiêu người đã đầu tư, đã tài trợ vốn cho mùn Utera của mình ạ? Bao nhiêu người đã tài trợ vốn cho mùn Utera, chúng ta cùng comment số 5 đúng không ạ? Đã tài trợ vốn cho tôi. Cho mùn Utera vui lòng comment cho em số 5 để em biết, tại vì tới đây chị Minh sẽ cho chúng ta thấy là những quả cà chua to bằng trái mặt này, to bằng cái mặt này, những chiếc cây mà năm ngoái anh Công và chị Thơ và anh Cường người đã quay cho em xem là cái rau dền ạ, cúi cô chú anh thì có thể tưởng tượng được anh chị cao hơn 1,6 m mà là cao quá đầu của mình ạ, giống như là những thứ khổng lồ đúng không? Vậy thì đầu cầu của chúng ta sẽ chuẩn bị được chị Minh. Mình cho chúng ta xem là những cái hình ảnh trực tiếp đó. Bây giờ thì chắc là mạng nó đang bị lag nên chúng ta sẽ vui lòng chờ 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 nhau một chút nhá. Ở nhà thấy nóng chưa? Bản thân em Ánh là một người ngồi ở nhà này rất là tiếc. Tiếc lắm là bản thân mình là tại sao thôi để không thể sang được bên này, là cái người mà ở bên Belarus bắt đầu cầu về cho chúng ta thấy. Vâng, em đang thấy cánh tay của chị Bùi Tuyến Minh. Vâng ạ. Có chị Liên nhóm các anh chị ở bên Úc mà cùng đầu cầu số 3 với mình, nếu mà đang đứng ở đâu cái mái này thì cô chú anh chị sẽ
nhắn tin để Minh biết Minh chạy ra đấy nhá. Và trong lúc đợi chúng ta kết nối được với nhau thì Minh lại cho cô chú anh chị xem một quả bí ngô thứ hai to không ạ? Đây chỉ là gì ạ? Đây là một cái mái mà tức là như thế này ạ, ngài chủ tịch sẽ không bao giờ bỏ phí một cái gì. Khi mà đào móng để xây dựng căn nhà này thì ngài chủ tịch đã lấy đi bao nhiêu đất thì hoàn trả lại bấy nhiêu đất cho tự nhiên. Vì vậy nên là cái trên mái này lại được đắp đất tiếp ạ, đất đào móng được đắp lên đây và sau đó thì cải tạo nó. Cải tạo nó và để trồng cây thì chỉ gì ạ? Đấy rồi. Chỉ gì ạ? Chỉ trồng cây trên mái thôi mà quả bí ngô nó to đến như thế này và sản phẩm thì được thu hoạch và mang đến cái nơi đầu cầu anh Đào Hứa Phụng đã đang cho quý vị xem đúng không ạ? Là để chúng ta có thể là cung cấp cho những người sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vòng quanh cái mái này để chúng ta đi tìm những thành viên còn lại của đầu cầu số 3 nhé. Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cây được trồng trên mái. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cây táo nữa. Cây táo rất là sai quả. Của đầu cầu đây rồi. Chị Liên này, anh Minh Trung này, chị Thủy này, chị anh Đào. Chúng ta đi ra chỗ có gần có cây táo nhá, xong chúng ta đứng nói chuyện với cả các cô chú anh chị em ở ở Việt Nam ạ. Đây. Chúng ta đứng ở đâu nhỉ? Cả nhà chọn góc đi. Chị cảm ơn. Ơ à, không em, ông Văn Tuấn Anh đứng ngay giúp tôi cái nào. Anh em Minh Trung sẽ đây ạ, nhà mình, đầu cầu, các thành viên của đầu cầu số 3. Ôi lạnh nhà quá. Mình đứng. Thế nào, sẽ ở xa tí nữa đi thì còn nhìn thấy nhiều người nè. Cảm ơn Tốt Văn Tuấn Anh, tí nữa sẽ mời Tốt Văn Tuấn Anh đứng ở đây. Đây là một sự cống hiến vô cùng tuyệt vời. À Tốt Văn Tuấn Anh đã cầm giúp cả nhà máy quay ạ. Vâng, và cái lại một quả nữa là quả số 3 đúng không nhỉ? Hả? Cả nhà ơi, rồi ôi chỉ là trên mái thôi. Rồi chúng ta đã xem xong các sản phẩm. Bây giờ ạ, mình xin giới thiệu với các cô chú anh chị ạ, là các thành viên của đầu cầu số 3 ngày hôm nay là toàn là Việt kiều thôi. Mình rất là vinh dự vì được gặp mặt các cô chú anh chị từ xa đến đây và gặp nhau ở tại Belarus. Chị anh Đào ở bên Nhật ạ, từ Nhật đến ạ. Và ba thành viên đến từ Úc đó là chị Trần Liên, chị Đăng Lưu Trần, Nghiêm Sĩ chị ạ, và Minh Trung ạ. À, và bây giờ thì Minh xin phép là cả nhà có nghe rõ không ạ? Để Minh xem là cả nhà có nghe rõ âm thanh không đã, tại vì là đang ở trên này mà không có mic đúng không ạ? Cả nhà nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Ok, cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, thế thì Minh xin nhường lời lại cho lần lượt từng cô chú anh chị. Chúng ta sẽ nêu cảm nhận của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến Belarus thì như thế nào ạ? Và mặc dù ngày mai mới là công việc chính, hôm nay chúng ta đến chúng ta đã cảm nhận được rất nhiều thứ rồi đúng không ạ? Thì mình xin nhường lời đầu tiên là em xin phép là từ bên trái sang là chị Đen Trần sẽ nói chuyện trước và các chị nói to lên một chút nhé, tại vì nó hơi xa. Em mời chị Đen Trần. Rồi. Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em trong đang có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay và toàn thể tất cả các mọi người đang coi YouTube trên toàn thế giới đang coi buổi live stream buổi hôm nay. Tôi là Jenny Trần, tôi đến từ Úc Châu. Hôm nay tôi có mặt ở đoàn của chúng tôi đấy, gồm 3 người đều ở bên Úc sang bên này, sang tập đoàn. Tôi rất là cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Hôm nay tôi đang đứng ở trên căn nhà mà của ngài chủ tịch đã tạo ra một cái căn nhà mà có, tôi tin rằng trên thế giới này có 102. Mà tôi từ lúc sớm tôi bước chân lên đây, tôi cảm xúc của tôi thật là sung sướng. Ăn được những cái trái cây mà của ngài trồng lên, ăn rất ngọt cả quý vị ạ. Từ trái táo này, trái bí này, trái trái lê nhỉ, trái quất, rất ngon, trái mật, rất ngon, rất ngọt. Đây chúng ta là nhờ công nghệ của ngài chủ tịch phát minh ra mà chúng ta đã có được những cái sản phẩm. Mà những sản phẩm này tôi tin rằng không những chúng ta cần và cả thế giới đang cần những cái sản phẩm này mà ngài chủ tịch phát minh ra. Cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc được ngắm con tàu chạy, hạnh phúc được gặp được tất cả các cổ đông, không những của Việt Nam, Úc và tất cả các cổ đông trên thế giới. Và chúng ta đã gặp mặt nhau, cho nên tôi cảm thấy cái niềm tin của tôi rất rất là mạnh. Và tôi tin là
sẽ có rất rất nhiều người trên toàn thế giới sẽ sau cái buổi livestream này, và mọi người sẽ cảm nhận được rằng đây là cái người thật, việc thật, và tất cả những cái gì tốt nhất mà Ngài đã tạo ra cho con người và cho nhân loại và cho chúng ta. Thì thôi, xin mời mọi người hãy thưởng thức nhé. Tôi nhường mic cho cậu. Chị Anh Đào ạ, em cảm ơn chị Jenny Trần. Và bây giờ đến chị Anh Đào giao lưu với cả nhà. Xin chào cả nhà. Chị nói to lên nhé, vì gió nó áp tiếng của chị đấy. Okay. Xin chào cả nhà. Mình tên là Đào. Mình sống, hiện đang sống là ở Nhật Bản. Mình đã mình mọi người nghe rõ không ạ? Mình từ Nhật Bản là mình không phải là bay thẳng vào đây, mà mình sẽ bay về cùng đi về Việt Nam để cùng các cổ đông của chúng ta cùng quanh bên đây để xem các khu thử nghiệm, các trung tâm, các khu mua sắm, hoặc là các khu gọi là khu resort của công ty, nói chung và tất cả những các dự án của tập đoàn chúng ta như thế nào. Thì hôm nay thực sự là nó cũng không phải là hôm qua mình, không phải hôm nay mà từ hôm qua khi bắt đầu tới cái trung tâm thử nghiệm, mình cảm giác như là thực sự là cảm giác vỡ hoa. Và các gọi là các công ty SWC đón tiếp tụi mình, cảm thấy là công ty của mình rất là cảm giác là gọi là thân thiện, như là mình đã quay trở về chính cái ngôi nhà của mình. Chị hái được đấy. Đấy. Và nhiệm vụ hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái Garden Inn của mình là như thế nào. Nãy giờ mọi người cũng biết, mọi người thì giới thiệu công nghệ, nhưng của nhiệm vụ của tụi mình là giới thiệu về cái Garden Inn, cảm giác của mình về cái Garden Inn này. Thì mọi người có cảm thấy các bạn, khi mình bước lên mình cũng thật sự ngỡ ngàng là cái không ngờ mình đang đứng ở trên một cái chân nhà mà như là mình đang ở dưới mặt đất. Những cái trái bí nó thực sự nó rất là to. Những trái táo mọi người có cây bé tí này, như thế này thôi, nhưng mà trái nó trái táo rất là nhiều. Hồi nãy mình đụng vô cái nó rớt xuống. Đụng vô là nó rớt xuống tay. Đấy, nó rớt xuống tay. Đó. Cái là mình em có nhờ nó rớt, thế là mình được cảm nhận đó. Mình ăn. Thế là trời, ăn nó rất là ngọt. Cái gì cũng thế, mình mà ăn được cái trái mà mình hái xong ăn, nó thực sự nó rất là ngon. Mình trước giờ mình chỉ ăn những thứ mà người ta hái sẵn, mình bỏ tiền ra mình mua mình ăn thôi. Đó. Đó. Nhưng bên đây mình ăn trực tiếp cái này, ăn nó cực kỳ ngon, nó ngon. Nó ngon, nó ngọt, nó giòn, ăn rất là ngon. Đấy. Rồi, và bên cạnh đấy thì sẽ có rất nhiều trái khác nữa. Thì sau đây là mình sẽ dừng lại cho chị ấy. Đấy, chúng ta phải chia nhau thời gian đấy, cô chú anh chị ạ. Chứ còn phải muốn nói nhiều lắm luôn. Xin chào các anh chị em cổ đông của UST. Mình tên là Nghiêm Thị Thu Thủy, đến từ Úc Châu. Thì hôm nay mình có được phải đi support cho chị, đi cùng với đoàn sang thăm công nghệ và thăm những cái vườn cây ăn trái của công ty của ngài chủ tịch đã nghiên cứu ra, như coi như là gọi là mùn Utera, nghĩa là trồng những cái cây rất là xanh tốt và chất lượng. Và nói mình không thể tưởng tượng được trên một ngôi nhà như thế mà có một cái khuôn viên vườn rất là nhiều cây ăn trái đủ các loại luôn. Sự cảm xúc thật là vỡ hòa. Mình cảm nhận rằng là những đồng tiền mình đóng góp vào đây cùng mấy ngài thật là giá trị. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Thủy của chúng ta. Và bây giờ là một gương mặt là mì chính cánh duy nhất của đoàn, tên là Hoàng Minh Trung. Và xin mời Hoàng Minh Trung phát biểu ạ. Mình xin chào tất cả các cô chú và anh chị và các bạn. Mình tên là Trung và đến từ Úc. Cảm nhận đầu tiên đến đây thì thứ nhất là rất là lạnh. Nhưng mà khi lên đến khu trung tâm thử nghiệm của mình ở đây thì vừa chứng kiến công nghệ và vừa chứng kiến được cây mùn Utera phát triển như thế nào khi mình trồng cây ăn trái và nhiều loại cây ở trên. Nhìn xung quanh đây thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều loại cây và mọc rất là tốt. Còn bây giờ thì đang là mùa đông nên là có một số cây thì cũng không như mùa hè được, nhưng mà vẫn còn in dấu ấn ở đây. Và mình đã cảm nhận rất là rõ cái mùn Utera
thế nào từ những cái hoa quả mọc trên cây có mặt tại đây và gặp đoàn cổ đông Việt Nam, và rất là vui khi gặp các anh chị em ở trong đoàn và gặp các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, nên cho mình cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và cả nhà ơi thì đầu cầu số 3 gần như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, và chỉ có duy nhất một câu và mình bật mí với cô chú anh chị, đó là gì ạ? Cái ngôi nhà này vì sao mình lại nói rằng là sẽ chỉ có duy nhất, và bản thân các cô chú anh chị vừa nãy cũng phát biểu là đây là duy nhất đúng không ạ? Là bởi vì sẽ không thực hiện đại trà ở trái đất của chúng ta, mà đây là một cái công nghệ mà tuần hoàn đúng không ạ? Chúng ta thấy là không có nước thải và cây hút lên và lại tạo sản xuất ra cây trái chúng ta ăn, thì sẽ sử dụng để làm gì ạ? Để xây dựng ngôi nhà ở trên không gian, cô chú anh chị ạ. Đây là công nghệ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc là sẽ mang lên Spaceway của chúng ta. Vì vậy là chúng ta hãy comment thật nhiều vào ô chat số 6 để chúc mừng cho Ngài Chủ tịch là khi mà đang làm một cái phần việc A nào đấy đúng không ạ? Thì phần việc B đã được đi một nửa rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, và mình xin trao lại mic cho đầu cầu số 4. Và cả nhà mình hãy cùng nhau chào ạ. Xin Xin chào tạm chào biệt. bạn nhé. Cầm đi chị, cái mic ra. Ra ra. Dạ Cầm ra, vâng. cầm ra, cầm tay này. Bên bên đầu cầu số 4 À, ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? con là ai kìa? Bên này. Đầu cầu số 4 ạ. Đây. Đầu cầu số 4 xin kính chào quý cô chú anh chị đang có Có mặt trong buổi dung ngày hôm nay. Em vui xin giới lòng thiệu giơ tay em là hộ Lại em Thị Tuyết Mai, hiện sinh sống và làm đấy. việc tại thành phố Đà Nẵng. Cả nhà có nghe rõ không ạ? Chị ơi, chị hỗ trợ hộ em là quay lại màn hình và giơ tay lên hộ bọn em để Cả nhà có nghe rõ không? Nếu không nghe rõ thì hãy Dạ vâng chị ơi, màn hình đang bị chưa được chuẩn lắm ấy. Mình quay hộ em để cho chuẩn được không ạ? không ra tay. À, chúng ta hãy đợi một chút để có lẽ là bên mạng bên đầu cầu số 4 đang bị lại bị ao ra, tại vì các anh chị đang ở ngoài ngoài đường quý vị ạ, đang ở ngoài nên là mạng nó sẽ yếu một chút, và trong quá trình chúng ta chờ quý cô chú anh chị nhé. Đợi đợi anh chị em ở đầu cầu số 4 vào ạ. Bao nhiêu cô chú anh chị ở đây thích ăn cá hồi ạ? Bao nhiêu cô chú anh chị ở đây thích được đi hái nấm ạ? Bao nhiêu cô chú anh chị ở đây thích các trò chơi ở các công viên giải trí Commons? Chữ tôi cho em với ạ, chữ tôi thật to lên. Và rất nhiều hình ảnh chúng ta được thấy là các anh chị em nhà mình năm ngoái đúng không? Mọi người ngồi trên con xe mà ông ngài chủ tịch chở này, xong mình zin 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 này, xong rồi là mình thấy là ngài chủ tịch là cùng mọi người đi câu cá đúng không? Và đây em đã thấy đầu cầu số 4 quay trở lại rồi đây. Anh chị ơi, đầu cầu số 4 ơi, mình vui lòng quay ngang cái điện thoại ra hộ em, nó đang bị ngược ạ. Nó đang bị Đầu cầu số 4 bị sang tại sinh ra Belarus xin kính chào quý cô chú anh chị đang ở Nam Cả nhà nghe có rõ không ạ? mạng nó đang bị yếu, chị vui lòng quay Cả nhà màn nghe rõ hình điện không? thoại. Cầm tay cho Tuyết Mai xung để Tuyết Mai biết có nghe rõ. Được, à, xin cảm ơn cả nhà. Do Tuyết Mai và đồng đội đứng tại một cái nơi là đây là nơi hồ mà thường thường chúng ta ở ta thấy là cái này đi được anh chị. Có lẽ là cái mạng ở bên đầu cầu số 4 của chúng ta đang vẫn hơi lỗi một tí. Chúng ta lại quay lại câu chuyện là anh chị em nhà mình chị Đặng Giang đang giơ tay. Và theo đúng chương trình thì chúng ta sẽ phải chờ đến từng nơi một ạ. Và quý cô chú anh chị nhà mình ơi, cả nhà mình em thấy nhiều người vừa nãy bảo tôi lắm, thế thì sang năm thì chuẩn bị sẵn tinh thần để sang có thể là câu cá nhá. Đầu cầu số 4 thì hiện tại là mạng hình như là đang bị gặp trục trặc. Anh chị đã chờ cách đây tầm một tiếng đồng hồ giữa cái thời tiết mà chỉ có là 12 độ
và đôi khi là thấp hơn. Bây giờ đã là tối bên đấy rồi, nó rơi tầm 5 rưỡi 6 giờ bên đấy thì nhiệt độ có lẽ là lạnh hơn, và nhiều cô chú anh chị thì cả nhà mình vẫn đang đứng. Chúng ta ở nhà ngồi ấm đúng không, ngồi mát này vẫn để cho ngóng trời trông tin, nhưng mà những anh chị ở bên kia chúng ta đang phải đứng ngoài, thời tiết rất là lạnh, rất là khắc nghiệt, nên chúng ta hãy thông cảm cho những anh chị em một chút. Và đường truyền bên đấy thì nó cũng đang chưa được rõ ạ, đang chưa được tốt, thì hoan hỉ, chúng ta cùng hoan hỉ comment số 6 để chào đón anh chị đấy nhanh chóng quay lại với chúng ta được không ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ đợi một chút nữa xem là có thấy được là bên đầu cầu số 4 của chúng ta. À vâng, em đã thấy đầu cầu số 4 đây rồi. Ngọc Ánh ơi, Ngọc Ánh ơi, em mời đầu cầu số tiếp theo đi, để chị ra chỗ chị Tuyết Mai. Đây, Thì em thấy thơm Ngọc đầu cầu Ánh của số chị Tuyết 4 Mai đây rồi. nhá. Em thấy đầu cầu số 4 đây rồi. Nhưng mà sợ nó không, nhưng mà sợ nó phải chập chờn đấy, nó sẽ chập Đúng chờn rồi, để chị đặt số ra, 4 chị mang đang cái nhập mạng khác, Dạ vâng, vậy thì em xin phép để chị là mang mạng khác ra nhá. Dạ. Dạ vâng, vậy thì để đầu cầu số 5 mình ơi. Đầu cầu số 5 mình ơi, vui lòng giơ tay hộ em mới ạ. Dạ vâng ạ, em đã thấy đầu cầu số 5 của mình ạ. Chị anh Bây giờ nhà mình đang bật ở đấy mic được lên chị nhé. ạ. Anh chị em ơi, hỗ trợ đầu cầu số 5 mở mic hộ em với ạ. Đầu cầu số 5 nói chuyện đi để em xem là đường truyền bên mình đã ổn chưa ạ. Em đang không nghe thấy tiếng gì ạ. Mình sẽ kiểm tra lại đầu mic ạ. Tháo ra rồi lắp vào. Nếu mà nó hiện nhấp nhánh sáng lên thì tức là chúng ta đã kết nối thành công. Nếu nó chưa hiện thì mình có thể là thôi tắt luôn đi, dùng mic ngoài cũng được. Vì em thấy anh chị hơi bị lạnh. Rất là thương những anh chị em đang đứng ngoài thời tiết 1 tiếng đồng hồ vừa để chờ cho chúng ta đấy ạ. Hiện tại em vẫn đang chưa thấy được tiếng của bên đầu cầu số 4 ạ. Đầu cầu số 5 ạ. Vẫn chưa nghe thấy tiếng ạ. Chúng ta sẽ đợi anh chị một chút. Vui lòng là tháo tháo cái thiết bị kết nối âm thanh ra em. Mình sẽ không dùng kết nối âm thanh, chị sẽ bật cái chế độ là nghe ngoài ấy. Ok, xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả Đầu nhà. cầu đầu cầu thứ 6 dừng, đợi em một chút. Hiện tại thì em vẫn chưa kết nối được với đầu cầu số 5 về mặt âm thanh. Hai cảnh bên đầu cầu số 5 vui lòng đăng xuất ra xong rồi vào lại hộ em sẽ duyệt luôn ạ. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi Rồi. Zoom đi, xong tụi em sẽ duyệt luôn. Và chúng ta sẽ À, trong lúc trong chờ quá đợi. trình Trong đầu lúc chờ cầu đợi. số 4 Đúng và rồi. đầu cầu số 5 chuẩn bị, chúng ta sẽ chuyển sang đầu cầu số 6 trước được không ạ? Dạ vâng, đầu tàu số 6 của mình ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu sẵn sàng thì giơ tay để chúng em chuyển mic ạ. Đây là đầu cầu số 4. Đầu cầu số 6 ơi. Sáu ao rồi anh À, bỏ thế thì hiện tại cả năm đầu cầu chúng ta mạng đều đang chưa ổn định. Đầu cầu số 4 đã ổn chưa ạ? đâu đâu cao số Ngọc bốn Ánh, em nào. nghe thấy bọn chị chưa? Dạ vâng, em đã nghe thấy rồi ạ. Vất vả cho anh chị quá. Vâng, thì em sẽ nhìn xin nhường lại sân khấu cho anh chị em nhà mình cùng chia sẻ với quý nhà đầu tư đang chờ đợi nhé. Chị ơi nói đi ạ. Anh chị em nhà mình ơi, chúng ta có nghe rõ không? Nếu mà nghe rõ comment cho em số 1 vì em đang không thấy âm thanh. Bên đầu cầu số 4 kiểm tra là em về mặt âm thanh bên này bọn em không nhận được tín hiệu âm thanh ạ.
Hiện tại thì không nghe thấy ạ. Cả nhà thấy các anh chị em bên đầu cầu Beirut là có vất Ờ, vả chị không nói đi. ạ? Chú chị lại cho không cho mic. Mọi người có nghe rõ không ạ? À, dạ vâng, đã nghe thấy tiếng rồi ạ. Thế thì bây giờ hiện tại thì đầu cầu sẽ 4 sẽ dùng một điện thoại để phát hình và một điện thoại để phát tiếng Dạ vâng, lại nghe rõ ạ. ạ. Ông bên ngoài hồ nên là không ra Đây, tiếng. đây là Tuyết Mai đang đứng ở ngoài cái hồ cả nhà. Đây này, cả nhà nhìn thấy là đây là cái hồ câu cá của tập đoàn UST của chúng ta. Và thực ra đang đứng ở chỗ này là không rất là gió rất là lớn nên là không có sóng được quý cô chú anh chị, nên trước mai phải dùng một cái điện thoại để phát về cho quý cô chú anh chị nghe tiếng, chứ còn hình ảnh không được rõ nét cho lắm. Bỏ tập tiếng cái này đi. Ok chưa? Rồi. Cả nhà nghe rõ không ạ? Dạ rất rõ ạ, chị tiếp tục đi Rồi ạ. đây. Quay vào đây là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng sau lưng của Tiếp Mai là cái tượng đài của ngài Anatoly Yunikin này. Và ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta thường thấy các bạn từng đi Belarus trở về là hay chụp cái hình ảnh với ngài chủ tịch với cái tượng đồng đúng không? Và hình ảnh ngài chủ tịch đang câu cá này. Và đặc biệt ở đây là chúng ta nhìn thấy là dưới chân của ngài chủ tịch có một cái bản ghi về ông là ai và vì sao lại có một cái công viên ở nơi Belarus này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những quý khách khi đi tới khu du lịch sinh thái này thì họ sẽ biết được là tại sao khi mà họ đi vào đây thì đây là một cái nơi khu du lịch sinh thái của tập đoàn, và ở trong này có một cái tổ hợp vui chơi quý cô chú anh chị. Và trước mặt Tuyết Mai này, Ngọc Ánh quay lại đây giùm. Trước mặt Tuyết Mai đây là tổ hợp các hồ câu cá quý cô chú anh chị, có hồ lớn, hồ bé, và đặc biệt đó là một hồ rất là lớn ở trong này. Hồ câu cá này được gọi là hồ hy vọng, và ở đây là thường thường hàng năm tổ chức những cuộc thi câu cá quốc tế quý cô chú anh chị, cuộc thi câu cá quốc tế hàng năm, nên là chúng ta sẽ thấy là và đằng xa ở chỗ kia là có một cái khu đất trống, thì thường ở đây thường tổ chức những cái lễ hội, và đặc biệt đó là có cái lễ hội mà ném ném bột bột màu quý cô chú anh chị, và cái lễ hội đó đó là gọi là cái lễ hội mà cái đặc trưng của người dân Belarus ở đây. Và như cộng đồng của UST của chúng ta đã từng có cộng đồng UST của chúng ta đã từng có những cái bạn mà đi qua tập đoàn vào năm 2023 thì vô tình được gặp trúng y cái lễ hội đó, thì trong đó đã có bạn Nguyễn Hạnh này, bạn Hồ Lợi này, Hồ Văn Lợi và em Tuệ Minh đã được tham gia cái lễ hội ném bột màu đó. Và để tổ chức ra cái một cái lễ hội đó thì tập đoàn phải tập trung chuẩn bị hết một tuần đó quý cô chú anh chị, và lễ hội đó thì quy tụ cả hàng ngàn người trên khắp nơi về đây để tham gia. Và chúng ta thấy đằng Mất tiếng rồi chị ơi. Hai chị vui lòng lại một video, một bên thì quay video, một bên thì dùng mic của em, đấy là chúng ta đang bị mất tiếng rồi. Đúng là con đường mà để xem những hình ảnh ở bên Beirut nó gian nan giống hệt là cái con đường của chúng ta làm UST đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy thành quả của chúng ta từ đầu cầu số 1, số 2, số 3 bây giờ đến số 4, cả nhà có thấy tuyệt vời không? Gian nan vất vả nhưng mà kết quả xứng đáng thì cũng không có gì hết đúng không ạ? Chúng ta sẽ cứ hoan hỉ với nhau với những cái thành quả này. Em thấy rất là rộng mà em chưa cập nhật lại được là cái công viên của chúng ta là hiện tại
đang là bao nhiêu Dạ vâng. hecta hay là bao nhiêu km? Rất xứng đáng, vô cùng xứng đáng, và anh chị em nỗ lực hết sức để Anh đi qua ơi, tiếp. cả nhà mình nghe thấy tiếng chưa ạ? Nghe thấy rồi ạ. Cả nhà thông cảm nhé, để có những cái thước phim, những hình ảnh mà gửi về cho quý cô chú anh chị là đội nhóm Tuyết Mai đang đứng ở giữa một trời rất chi là rét. À, nhiệt độ bây giờ có thể là xuống 4 độ C đó quý cô chú anh chị. Nên là quý cô chú anh chị hãy biết rằng là trân quý những cái hình ảnh mà các bạn gửi về cho chúng ta từ Belarus. Và nó thật là để mà ra đây có được những thước phim gửi về cho quý cô chú anh chị là đội nhóm Tuyết Mai đã ra đây và chuẩn bị thiết bị rất là đoàn hoàng, nhưng mà ở một cái nơi mà gió lớn như thế này, rộng lớn như thế này thì là sóng mắt là chuyện rất là bình thường, nên như quý cô chú anh chị hãy thông cảm và hoan hỷ cho đội nhóm của Tuyết Mai. Và đây này, Tuyết Mai em muốn là ra đây để cho quý cô chú anh chị chúng ta nhìn thấy rằng là ở đây là một cái khu viên rất là rộng lớn quý cô chú anh chị. Và nó thật là những người cổ đông như Tuyết Mai, những người mà cổ đông như Tuyết Mai này đã từng đầu tư sở hữu cổ phần UT, vì khi Tuyết Mai đã tặng mác đi qua bên Dubai và chúng ta trước khi sở hữu cổ phần thì Tuyết Mai cũng đã tìm hiểu rất là kỹ. Nhưng khi Tuyết Mai thực sự đặt chân tới cái nơi công viên thử nghiệm, công viên trình diễn của Belarus thì Tuyết Mai mới vỡ òa trong cái sự sung sướng và hạnh phúc rằng là với những gì Tuyết Mai tưởng tượng ra qua những cái video của các bạn mà gỡ về hoặc là những hình ảnh các bạn live stream á, thì thực sự ra Tuyết Mai vỡ òa vì ở đây nó rộng lớn hơn những gì mà Tuyết Mai tưởng tượng với cô chú anh chị. Và nó thật ra là những cái đồng tiền của chúng ta gửi vào cho Ngài Chủ tịch thì thực sự là vô cùng xứng đáng với cô chú anh chị. Chúng ta không những chỉ sở hữu công nghệ đường ray mà đồng tiền của chúng ta này sẽ được nhà khoa học phát triển về du lịch này, làm những cái nơi khu vui chơi giải trí. Và quý cô chú anh chị có biết rằng là ngày hôm nay Tuyết Mai cũng giống như đồng đội mình thấy mình rất hạnh phúc khi mình được ở một cái căn nhà mà chính cái tập đoàn của mình, cái khu mà chính của tập đoàn của mình. Và khi Tuyết Mai ở đó thì Tuyết Mai mới thấy là không khí ở đây vô cùng trong lành quý cô chú anh chị, rất là trong lành. Và những cái sản phẩm nông trại ở tập đoàn của chúng ta ăn nó thật quý cô chú anh chị rằng là người Việt Nam của chúng ta với cái thói quen á là không có ăn rau nhiều đâu quý cô chú anh chị, nhưng mà 2 ngày ở đây thì toàn bộ Tuyết Mai lựa chọn rau mà ăn, vì cái rau của tập đoàn vô cùng sạch quý cô chú anh chị. Và đến nỗi mà ăn quả lê á cũng không bỏ vỏ, nó ngon, nó đậm đà như thế nào, vì tất cả những sản phẩm của tập đoàn đều sử dụng là mùn Utera quý cô chú anh chị. Nên là tất cả các cổ đông UST thì biết trân quý từng ngọn rau, từng cái vỏ của tập đoàn đó. Thì Tuyết Mai mời quý cô chú anh chị có thể nhìn quan sát, đây là cái nơi hồ câu cá này, khu vui chơi giải trí này, và nơi mà thường thường tổ chức những sự kiện lớn nhỏ của Belarus này. Và quý cô chú anh chị phải biết là đây là một nơi vô cùng hot của Belarus quý cô chú anh chị nhé. Và khi mà Tuyết Mai ở đây thì nói thật từ sáng đến từ ngày hôm qua đến giờ Tuyết Mai cứ trầm trồ là ô, chúng ta ở một cái nơi sao mà nó tuyệt vời như thế này. Và là quý cô chú anh chị sẽ thấy rằng là không những cái cổ đông Việt Nam chúng ta, tại sao quý cô chú anh chị sẽ thấy rằng là có những cổ đông là chia ra từng đoàn mới được vào cái công viên này, vì cái sức chứa của bên tập đoàn này là vì cái nhu cầu của người dân ở đây quá lớn, nên là cái độ phát triển của tập đoàn chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng ở đây luôn quý cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Tuyết Mai cũng có nói với đồng đội mình rằng là với các anh chị em cổ đông của chúng ta là rằng khách đến vào đây, cái nhu cầu của khách thì vô cùng lớn, mà là quý cô chú anh chị sẽ thấy rằng là thường thường người Việt Nam chúng ta khi đi du lịch á thì chỉ ở 5 đến 7 ngày là cùng. Nhưng Tuyết Mai quan sát xung quanh thì không chỉ ở 5 đến 7 ngày đâu quý cô chú anh chị, mà có thể họ ở từ tháng này qua tháng kia. Nên Tuyết Mai nhìn thấy nè, trang bị tất cả các thiết bị mà đi kèm cho gia đình họ rất là nhiều. Vì từ hôm qua đến giờ khi mà được vào đây thì Tuyết Mai lại đi sang với những cái căn hộ hàng xóm xung quanh đó, để xem là ở đây
tao ở đây có nhiều. Ok. Đấy. Và sau đây là Tuyết Mai xin giới thiệu bạn Phạm Phượng sẽ nói sơ lược về ngài chủ tịch cho quý cô chú anh chị chúng ta thấy tại sao đằng sau Tuyết Mai lại có một cái bức tượng đồng về nhà chủ tịch nhưng mà lại đứng trong trạng thái câu cá. Mời quý cô chú anh chị hãy lắng. Dạ vâng, anh chị có nghe rõ em đang nói không ạ? Em xin thử giới thiệu là em là Phạm Phượng, em là nhà đầu tư, nhà độc sở hữu công nghệ dây từ năm 2021. Thì sau 3 năm đồng tài trợ cho công nghệ thì em cho phép mình tháng 4 năm 2024 thì em có sang tập đoàn tại UAE đã đi thử trên con tàu Uber Karat cùng với ngài chủ tịch chúng ta đây ạ. Và đến bây giờ là tháng 9 năm 2024 thì em cũng cho phép mình vượt nửa ngày, một ngày trời từ Việt Nam để bay sang bên Belarus. Có nhìn thấy được nhỉ? Đấy, thì sau khi mọi người có thấy à đây mọi người thông cảm đây, nói đi đấy chị đi. Để sang em cắt cái đi cả nhà ơi. Đấy đây. Thì em đang nói thì năm 2020 tháng 9 năm 2024 thì em cho phép một lần nữa mình được sang công viên trình diễn công nghệ tại Eco Technopark và được tham quan cả khu trang trại của mình, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn mình tại Eco Park. Thì đằng sau em đây chính là cái hình ảnh của ngài chủ tịch. Thì mọi người nhìn thấy là ngài đang rất thư giãn để câu cá đúng không ạ? Và đây là chính là hình ảnh tượng đồng và ngài chủ tịch yêu ta đấy ạ. Đấy. Và đoàn tàu đầu cầu số 4 rất tự hào vì là một trong những đoàn được nói về cuộc đời của ngài chủ tịch. Thì ở đây trong tất cả các cổ đông của Việt Nam chúng ta thì không ai yêu cái công nghệ này mà không biết về cái cuộc đời của ngài chủ tịch. Và xem cái nội dung ở đây thì viết về tiếng Nga đấy, nhưng mà bây giờ may quá là có công nghệ dịch rồi, đúng rồi. Thì em cũng xin đọc qua cái câu của được dịch lại như thế này ạ. Nói to lên nha. Vâng. Khi câu cá, bạn có thể đắm chìm mình trong trạng thái thiền định, đặc biệt khi bạn bắt đầu tìm thấy những suy nghĩ và nhận ra những kết nối mới. Dành hàng giờ để ngắm những chiếc phao đung đưa trên mặt nước, từ từ khám phá những vùng nước như thể nó là không gian. Hãy thử nhìn một con cá trong nước để hiểu sở thích của nó, giống như sợi dây cần kéo dài từ bàn tay người đánh cá đến vực sâu. Trong suy nghĩ, dưới sự thôi miên của hành động tĩnh lặng này, những sợi dây kết nối của chính mình, của chính chúng nảy sinh và đoàn kết thành những vụn giải rác. Đấy. Thì ở đây thì nghiên cứu từ năm 2021 đến giờ và xem rất nhiều các video của ngài chủ tịch thì thấy những đặc biệt là trong cái các cái tập về sở hữu trí tuệ ấy, thì những cái lúc đấy thì em thấy là khi mà có những cái bế tắc hoặc những cái lúc mà không có phương hướng thì ngài chủ tịch sẽ thay vì là đi du lịch hoặc là đi đâu như chúng ta đúng không ạ, thì ngài chủ tịch dùng chính là ngài đến những cái khu hồ câu cá như thế này, ngồi tĩnh lặng một mình, để đấy là chính là cách thiền định của ngài. Đấy là ý nghĩa của cái câu mà được viết ở bên dưới cái tượng đồng câu cá của ngài. Và ngài dùng chính cái lúc đấy, không phải là ngài dùng để thư giãn như chúng ta là không nghĩ gì, mà ngài có nói trong một cái video đó là em có nhớ là ngài câu nhưng ngài cũng biết được con cá nó thích ăn cái gì và giờ nào nó ăn, độ giờ sâu nào độ sâu nào nó, ngài thả đến cái độ nào là nó sẽ cắn câu, và câu ở chỗ giờ nào là nó sẽ được nhiều cá. Chứ chúng ta có nhiều người đi câu cá không biết nó thích cái gì, cứ thả cần câu và chờ thôi. Đấy, luồng nước chảy đấy, nào luồng nữa. Chảy nữa đấy, chị Tuệ Minh ở đây có thể bổ sung thêm cho em. Nhưng mà em nhớ được như vậy và em thấy là ngài hiểu được cái việc là từng con cá nó thích ăn cái gì, và vì sao mà đầu tư vào công nghệ dây này chúng ta không những là
biết đến là công nghệ dây, mà chúng ta lại bây giờ lại thấy là ngôn ngữ Netera này và rất nhiều các cái hệ sinh thái của OST nó rất nhiều, là tại vì ngài là người hiểu được từng con cá biết cái gì và biết được trong đất nó có những cái gì nữa. Đấy thì em cảm thấy mình rất là may mắn được ủng hộ vào một cái nhà khoa học rất tuyệt vời này. Dạ, em xin được ôm ngài thay cho cổ đông của tất cả cổ đông trên toàn thế giới ạ. Và em xin chuyển lời cho các hai chị khác vì ở ngoài đây lạnh quá. Và sau đây thì nữa. Quý cô chú anh chị hãy lắng nghe sự chia sẻ của một cô năm nay 68 tuổi rồi. Cô là một giáo viên dạy văn, nhưng tại sao cô đã bỏ hàng ngạo, cô đã vượt cả một cài đường từ Việt Nam sang tới Belarus để cô thấy được là cái giá trị của công nghệ. Và bây giờ con muốn nghe cô hãy phát biểu cái cảm nhận của cô khi cô đặt chân đến tập đoàn UST. Tôi xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tên đầy đủ là Lã Thị Dung ạ. Sinh sống và làm việc ở Hà Nội, ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, và sống bằng nghề dạy học ạ. Vâng, dạy môn văn của trường phổ thông cơ sở Mai Động. Thế và hiện về hưu thì 10 năm nay rồi. Thế và cũng tôi cũng bản thân tôi thì cũng biết đến cái công nghệ SKOA từ 4-5 năm nay cho cơ, nhưng mà đến bây giờ thì mới đủ dùng cơ duyên để tham gia vào tập đoàn. Vì là tôi thì khi mà về hưu một cái thì tôi cũng theo Phật, và Phật cũng đã dẫn đường chỉ lối cho tôi đến với tập đoàn của ngài chủ tịch yêu quý của chúng ta. Thế mà 4 năm trước thì có nhiều người mách tôi về cái tập về cái công nghệ đó, nhưng tôi không tin, và bây giờ đến bây giờ tôi hoàn toàn là tin. Cô chia sẻ cảm nhận khi chân đến đây ạ. Khi mà vượt qua hàng ngàn cây số đường dài đến đây thì với cái phương châm là tôi bảo là ở nhà vẫn bảo là cái gì mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy thì mình mới tin tuyệt đối. Thế thì tôi đã vượt qua hàng ngàn cái số, vào tuổi cao 68 tuổi rồi, nhưng tôi đã vượt qua hàng ngàn cái số cùng các bạn trẻ, cùng với các cháu, các em để đến đây để cảm nhận được. Không có từ gì có thể là thay được cho từ là rất tuyệt vời và trên cả tuyệt vời ạ. Hãy tin vào cái tập đoàn, tin vào cái dự án của ngài chủ tịch, và chúng ta sẽ dồn những cái đồng tiền mà quý báu bằng mồ hôi sự nước mắt của mình để làm ra đồng tiền, và bây giờ chúng ta đầu tư vào đây. Đầu tư vào đây không phải là tôi, không phải bây giờ đã già rồi, đã cao tuổi rồi, cao nhất nhì cái đoàn này rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn đầu tư một chút để làm sao để tạo ra cái gọi là những cái gì mà quý báu nhất để cho đời con đời cháu. Bởi vì mình thì cũng đã già rồi, cũng không cần đến tiền nữa đâu, cũng có lương hưu cũng cần chục triệu một tháng rồi, cũng không cần tiền lắm. Thế nhưng mà chúng ta để lại cho con cho cháu đời sau. Thế là xin tất cả mọi người sau đây khi về thì tôi cũng sẽ mang cái cảm nhận của tôi về chia sẻ cho bạn bè, cho anh em nội ngoại gần xa để đến với làm cổ đông của tập đoàn. Vâng, thế nhá. Tôi xin tất cả mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì cũng rất là muộn rồi, cho nên là em cũng sẽ nói ngắn gọn thôi về cái phần cảm nhận của em. Thì để mà bước được sang đến cái công viên chứng nhận công nghệ này thì em cũng đã đóng góp thêm cho tập đoàn mình 5.000 để vừa được trồng cây và vừa được để nhìn tận mắt thấy cái công nghệ của mình như thế nào, thấy cái khu chợ nông trại của mình như thế nào. Đấy, cho nên là mọi người, ai đã đang đồng sở hữu công nghệ rồi và những ai đang đắn đo suy nghĩ thì mọi người hãy cứ quyết định mạnh dạn lên và hãy cứ tự tin và tin tưởng vào công ty và đồng hành cùng chủ tịch mọi người nhé. Em xin chào mọi người ạ. Qua những phần cảm nhận trên của mọi người thì quý cô chú anh chị chúng ta, những cổ đông Việt Nam đã sở hữu và chưa sở hữu và những người đang còn tìm hiểu thì hãy nhanh tay tìm hiểu cổ phần để sở hữu cổ phần UST một cách nhanh nhất quý cô chú anh chị nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội này quý cô chú anh chị nhé. Rồi, đội nhóm số 4 ở đầu cầu tiền đầu cầu số 4 xin kính chào quý cô chú anh chị. Dạ vâng, cảm ơn đầu cầu số 4, anh đấy rôn cầm cập rất là thơm. Và vâng, để không để quý cô chú anh chị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ chuyển sang đầu cầu tiếp theo, đó là đầu cầu số 5 ạ. Chị Đặng Giang ơi, chị có thể là mở mic ra để bọn em... Hai ba Belarus xin chào.
Rồi ạ, à, em đã nghe thấy tiếng của bên mình ạ, à, em xin gửi lại mic có chị ơi, lại tắt rồi. Tắt mic rồi. Ôi, mic đang bị tắt rồi chị ạ. À. Hiện tại em lại không nghe thấy tiếng gì. Anh chị em ơi, mình không có tiếng ạ, hiện tại lại không có tiếng ạ. Thế chúng ta sẽ dùng lại phương pháp của đội trước là chúng ta lại vào bằng một nick, bằng lấy máy khác chúng ta vào rồi phát một bên phát âm thanh, một bên phát tiếng. Hay là bỏ mic đi ra không? Không cần mic đâu, mình cứ nói bình thường đi, nói to lên để át cả tiếng gió đi. Hình như Không là cần mic bỏ. nữa. Anh chị sẽ lấy một điện thoại khác đăng nhập vào và mình sẽ nói một máy nọ qua máy kia và đường truyền như nào được tốt hơn thì chúng ta sẽ nói nhé. Vẫn đang không nghe thấy ạ. Thì trước khi chúng ta nghe thấy chúng ta Thời chuyển quay sang cam đầu cầu sau. 6 để chị chạy ra chỗ Giang cho. À, bây giờ tạm thời chuyển sang đầu cầu chị Huyền Xu nhé. Dạ vâng ạ. Đầu cầu số 6 ơi, mình đầu cầu số 6 vui lòng giơ tay lên hộ em ạ. Đầu cầu số 6, đầu cầu số 6 báo cáo. Dạ đã nghe thấy tiếng ạ. À, xin được gửi lời chào tới tất cả các anh chị em trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. À, đầu cầu Huyền Xu. À các chị ơi, bây giờ nó hơi nó... ở đây bọn em đang bị run đấy ạ, đang bị run tay đấy, cái này nó đang không ấy được thì à, cả nhà thông cảm giúp em này, còn em sẽ ngồi xuống xuống đây đấy. À, xin được gửi lời chào tới tất cả các anh chị em đang theo dõi livestream và các anh chị em biết không ạ, chúng em đang ở một cái vị trí vô cùng đắc địa và một cái vị trí nó gọi là trái tim của Ecotechnopark các anh chị. Đấy. Hiện tại bây giờ đang là thời tiết đang bị mưa rồi các anh chị. Ở đây rất là rét, bọn em ngóng chờ để được chia sẻ về những thông tin mà chúng em nhận nhiệm vụ là sẽ truyền tải những cái thông tin đó tới tất cả các anh chị. Thành viên của đội số 6 của chúng em thì có tổng là 5 thành viên. Em là Huyền Xu, thứ hai là Tốt Hoàng Hải, thứ ba là chị Hồng, thứ tư là chị Tính và thứ năm là anh Quế. Thì sau đây thì em xin chuyển mic để chia sẻ với các anh chị một cái trái tim đầu tiên của cái khu vực này, dành cho lời chia sẻ của chị Hồng ạ. Xin chào mọi người, xin chào cổ đông của UST Việt Nam mình nhá. Mình là Hồng, là Hồng Hương. Hiện tại là mình ở Gia Lâm, Ninh Hiệp. Hôm nay là có mặt tại Belarus bởi vì mình cũng là đầu tư. Hiện Trên tại mặt này. năm nay là 35 giờ cả nhà. Cho nên là mình đang đứng hiện tại ở đây là nơi của nhà hàng của tập đoàn. Thế mình cho phép đợt này đi sang bên này tại vì ở nhà các lần là chỉ tin tưởng các bạn thôi, nhưng sang đây là vỡ òa hạnh phúc bởi vì làm sao đồng tiền của mình vào đây đầu tư vào đây là rất chính đáng, mà mình cảm thấy là sang bên này còn hơn là ở nhà mình nghĩ các bạn ạ. Cho nên là tất cả mọi người mà ai mà chưa đầu tư thì đầu tư mạnh lên, mà ai mà có ít cổ phần cố gắng nhiều lên nhá. À, chị giới thiệu cho em một cái trái tim đầu tiên ở cái khu trái tim Trái lớn, tim à, trái tim lớn của trung tâm của chúng trung ta là ở tâm đâu ạ? ở nhà hàng đây, ngoài đây nhà hàng Đây, các anh chị ơi, chúng ta sẽ review. Đây chính nhà là hàng của công ty nhá. đây chính đấy Nhà ạ. hàng của công ty đây, Các anh chị có nhìn thấy rõ có không nhìn ạ? thấy không ạ? Có nghe tiếng nói, có nghe tiếng Hồng nói không ạ? Chắc là các anh chị nghe thấy, Đang không thấy tiếng. nghe thấy hình ảnh đường truyền rất Đây tốt ạ. à, nghe được ạ. Vâng À, vâng ra xin chuyển mic cho Việt Du ạ. à các anh chị thấy không ạ? À? Ở đây chính là cái nhà hàng. À, nhà hàng của chúng ta, lý do tại sao lại có nhà hàng ạ? À? À, vì ở đây là các anh chị biết không ạ? À? À, ở đây thì có thể du khách đến đây vừa ngồi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối thì đều có thể ngắm toàn bộ quang cảnh, đều ngắm toàn bộ Hải con với chị. À, đều có thể ngắm toàn bộ quang cảnh của
khu công nghệ của chúng ta các anh chị ạ. Việc tiếp theo, trái tim tiếp theo của trái tim lớn, em muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, đó chính là một cái trạm nhà ga tích hợp bảo tàng, ghi danh những anh chị đã góp vốn vào cho công nghệ của OT, là người làm nên lịch sử. Thì em muốn chuyển mic cho một chị. Chị cũng là cái người rất là tâm huyết với công nghệ OT của chúng ta, đó là chị Tính, chị Ngô Thị Tính. Và xin các anh chị dành một tràng tim cho chúng em được ấm hơn ở cái điểm cầu này, được không ạ? Em xin mời chị. Chị có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình, nói về cảm nhận của chị. Đi hết sang sau. Tại sao và chị lại đặt chân sang đây? Và khi chị sang đây rồi, chị cảm nhận được như thế nào ạ? Mời chị. Xin chào tất cả các cổ đông đang có mặt trên live nhá. Tên tôi là Ngô Thị Tính, tôi đến từ đất nước Việt Nam. Hôm nay thì tôi rất vinh dự và tự hào đã cho phép mình có mặt ở trên Ecotechco Bắc, là một trung tâm thử nghiệm của công nghệ giao thông trên cao. Thực sự là khi ở Việt Nam thì tôi đã rất là yêu công nghệ UST này rồi, nhưng mà khi đến đây thì tôi vỡ òa. Và bên cạnh đây là một cái bảo tàng, vừa là nhà ga và vừa là bảo tàng, nơi ghi danh những người đã đầu tư sớm vào công nghệ này. Chúng ta là những người đầu tiên đã tin tưởng vào Ngài Chủ tịch và tin tưởng vào công nghệ này sẽ đem lại cho thế giới này rất là nhiều điều tốt đẹp ạ. Xin chúc mừng chúng ta và xin những người đã được người thân, người bạn bè giới thiệu cho mình công nghệ này thì hãy cho phép mình thời gian bỏ ra một vài tiếng để tìm hiểu và đừng bỏ lỡ cơ hội của bản thân mình ạ. Xin chúc mừng chúng ta. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị cho em hỏi một câu, đó chính là chị có là người có tên trong cái bảo tàng đó hay không ạ? Chị thì đầu tư ở những giai đoạn nó sâu hơn thì có lẽ là chị có được ghi danh là hình 3D. Thì mời quá. Chị là không có tên trên trần nhà. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, các anh chị ơi, các anh chị vui lòng giúp em cho thêm những tràng tim, những tràng pháo bằng những bông hoa. Cảm ơn cái nhà đầu tư này cũng đã góp vốn và cũng đã ghi danh. Giống như nhiều anh chị em khác đã ghi danh vào cái bảo tàng lịch sử, ghi danh bằng 3D, đúng không ạ? Gọi là lưu ký hình ảnh của chúng ta. Có rất nhiều anh chị em của chúng ta cũng đã ghi danh như thế rồi. Và em rất là cảm ơn chị. Và thêm nữa là em cũng mong muốn là các anh chị sẽ lắng nghe một phần chia sẻ của một người cũng đã có rất nhiều năm sống tại Nga rồi. Và em muốn biết là cái cảm nhận lần đầu tiên của anh đến với Belarus và đến với cái nôi của công nghệ, thì anh sẽ có cảm nhận như thế nào? Em xin phép là sẽ được mời qua đây một em bé trung niên. Em mời anh ạ. Xin chào tất cả các cổ đông của Husky Việt Nam. Tôi là Nguyễn Viết Quế. Và trước đây tôi đã có cách đây 25 năm tôi đã sống ở Nga. Tức là từ năm 90 đến năm 2000 tôi về Việt Nam. Và khi tôi nghe đến cái thông tin của công ty cái này, tôi tin tưởng ngay, bởi vì là tôi đã rất hiểu con người và đất nước của nước Nga. Họ rất là tốt và tình cảm, và mà một nhà khoa học này thì là làm cái công nghệ này là về về công nghệ xanh, nên là tôi tin tưởng tiền tìm hiểu và tôi đầu tư luôn. Và hôm nay là tôi sang đây để là sau 25 năm tôi trở lại, nhưng tôi cảm nhận như là về quê thứ hai của mình vậy. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Lần đầu tiên anh ấy đến với Minsk và đến với Belarus thì anh có rất rất nhiều những cái cảm xúc, các anh chị ạ, vỡ òa trong cái niềm tự hào của mình và nghĩ rằng là khi mà mình có vốn ở đây rồi, cái đồng tiền của mình nó đang làm việc một cách hiệu quả. Và ngay sau đây em muốn các anh chị sẽ được lắng nghe một cổ đông cực kỳ tâm huyết. Bạn ấy đã dành rất nhiều cái tình cảm, dành rất nhiều tình yêu thương cho công nghệ VT và đã cống hiến và nỗ lực cống hiến rất nhiều, phụ sự rất nhiều cho cộng đồng SCC rất là nhiều năm rồi. Bạn ấy là cái người mà nắm rất chắc về pháp lý của VT các anh chị. Và bạn ấy cũng đã cho phép bản thân mình hai lần có mặt, bản thân có mặt tại UAE hai lần rồi. Nhưng đó là cái việc là chúng ta đi sang trung tâm công nghệ ở UAE thôi. Nhưng mà đây
sẽ là cái lần đầu tiên bạn ấy cùng Huyền Xu, cùng với anh Quế, với chị Tính và cùng với chị Hồng là có mặt tại Eco Technopark. Đấy. Và các anh chị biết không ạ, hôm nay rất là hồi hộp. Từ nãy giờ cứ bảo ôi chị ơi tại sao chưa đến lượt em. Thế thì ngay bây giờ không để cho các anh chị chờ lâu nữa. Và Hoàng Hải sẽ là người chia sẻ với các anh chị một trong những trái tim tiếp theo của trái tim lớn của Eco Technopark. Đó chính là công nghệ của chúng ta. Nó tuyệt vời như thế nào và lý do tại sao công nghệ này được đặt tại đây. Thì em xin mời được phần phát biểu và chia sẻ cảm nhận của Hoàng Hải. Xin mời Hoàng Hải. Xin chào tất cả các anh chị đang đầu truyền hình ở Việt Nam nha. Cả nhà chỗ chị Huyền Xu một sàng số 9 yêu thương đi ạ. Nhà chỗ chàng chị thương. Và chỗ ngay chỗ Hải đang đứng rồi, bây giờ là đang trời mưa chị nha. Đấy, Hải đợi lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều rồi, bây giờ là không biết là bây giờ Việt Nam bao nhiêu giờ, chắc là tầm hơn một tiếng rồi ạ. Đấy, mãi đến lượt. Đấy, cho nên là cả nhà chỗ một chàng số 9 yêu thương để cổ vũ động viên. Thì tất cả nhà anh chị đã mất công, mất sức, mất thời gian và đã đến đây. Sao để quay một video thức phim thì nhảy cho chúng ta nha, chúng ta xem đấy vào khoảng chỗ đây rất riết đấy. Thì đừng Hải cũng giới thiệu tất cả anh chú anh chị, thì Hải thì sinh ra lớn lên Thanh Hóa đấy, sinh năm 90. Và thằng Hải thì cũng đến với UT từ năm 2019, được 5 năm rồi. Và Hải cũng đã sang tận bên Dubai là 3 lần rồi, nhưng mà cũng chưa lần nào để đến Belarus. Và lần này là cũng Hải là quyết định để sang Belarus để thăm cái nôi của công nghệ chúng ta. Đấy, thì khi Hải sang thì cảm thấy là vỡ oa đấy, chỉ có tận mắt chứng kiến thì mắt thấy tay sờ thì mới tự tin được các bạn đấy. Cho nên anh chị nào mà chưa sang thì hãy sang và để trải nghiệm thực tế. Thì đường sau Hải đấy, đấy đường sau Hải đây thì anh chị có thấy không ạ? Hải nhìn xa xa ấy, thì đây là cái nhà ga rồi. Đây là bên đường sau Hải là gì ạ? Đây là nhà ga và đã khu cả dặn độ danh vọng nữa, và in rất là những hình tượng những người mà được ghi danh và những người mà đầu tư lớn đấy thì được ghi được ghi danh ở đây đấy. Và đằng sau Hải thì có rất nhiều cái đường tàu đấy, đường ray anh đó, đường ray tốc độ có cái đường ray trên và những cái cung ấy chị đấy, là tốc độ trên là mình trên chạy 500 km/h và phía dưới là chạy 150 km/h. Và Hải nhìn xa xa đằng kia thì Hải tính với tính sơ đây chị nhá, khoảng tầm năm loại đường dây khác nhau đấy, 5 loại đường dây khác nhau. Đấy, và bên đây là có cái đường dây thằng gian này, thằng dây thằng gian là cái cột đấy, chị có nhìn thấy không ạ? Đấy, cái cột từ xa xa ấy đấy, thì cái đấy chị bắt cái tàu lên cái nhà ga Hải thấy mới đây rồi đấy. Cái nhà ga Hải thấy là cái này nó có đất mới, nghĩa là mới xây xong thì chắc chắn là chuẩn bị sẽ bắt lên và sẽ chạy này là chắc là vận tải cao tốc hàng nặng đấy, vận tải cao tốc hàng nặng đấy chị nhá. Thì chắc chắn là sắp là xong rồi, chắc chắn sẽ bắt lên trong thời gian tới thì sẽ thấy những tuyến đường vận tải hạng nặng cũng đi. Và cái điều đặc biệt chúng ta đây nhá, đây là cái điểm đầu của vận tải du lịch, đây là vận tải du lịch đấy chị nhá. Đấy, vận tải du lịch thì đây là điểm đầu, và khi tất cả mọi người và các khách du lịch mà đến và tham gia nghiệm thì sẽ đến đời đầu tiên và sẽ đi con tàu du lịch này, sẽ chở mọi người đến đấy nhá, điểm cuối là của bên khu nghỉ dưỡng đấy, và mọi người thì ngắm cảnh này, mọi người còn ngắm khu thử nghiệm, khám thử nghiệm và ngắm sang bên đây là gì ạ? Là khu nông trại đấy, cho nên là cái khu đây khu câu cá này là cực tuyệt vời. Đây là một điều tuyệt vời nhất là chúng ta vậy đấy, chúng ta đã thắng rồi ạ, thắng rồi, thắng trong tầm tay rồi đấy các bạn. Đấy, chúng ta đã có dự án thương mại đầu tiên, tiến đường đầu tiên rồi, nên là chúng ta phải chúc mừng chúng ta bằng số 8 thương điện đấy, mọi người cũng mừng chúc mừng chúng ta đấy các bạn. Đấy, đang chúng ta đang chiến thắng trong tầm tay rồi chị nhá. Đấy, không thời gian không còn bao lâu đâu, bởi vì Hải thấy là thời gian trôi rất nhanh đúng không ạ? Bạn đang Hải đầu từ 5 năm và thấy cảm thấy như 1 năm thôi. Đấy, nhưng bây giờ mà chờ anh chị chờ thêm 5 năm nữa mà để thành công và để thay đổi cả tài chính cả thế hệ của mình thì anh chị có xứng đáng chờ không ạ? Nếu anh chị nào cảm thấy xứng đáng chờ thì hãy cô mình ở số xứng đáng đi ạ. Đấy, anh chị nào mà cảm thấy mình đang đầu tư công ty công nghệ tuyệt vời và trong một vài năm tới thôi, hãy tự tin khẳng định với cái cơ hội này, với một cái thương vụ này thì chắc chắn sẽ thắng và xứng đáng cho chị chờ đợi đó. Đấy, và chúng ta đang đứng bạn tiến đường thương mại đầu tiên rồi đúng không ạ? Tiến đường thương mại đầu tiên là chứng minh được công ty là chuẩn bị ra ngoài thị trường rồi ạ. Đấy, chúc mừng anh chị nha, chúc mừng cho tất cả anh chị. Đấy, chúc mừng cho anh chị đang ở nhà, chúng ta chưa đến tận nhìn, nhưng mà chúng ta đầu tư thì có một câu là phúc cho ai
phúc cho ai chưa thấy mà đã tin là phúc cho mọi người. Còn những như các cộng đồng bên đây là phải sang tận nơi trải nghiệm thực tế và mất bao nhiêu tiền vì sang chứng nghiệm được, đúng không? Còn chúng ta không đến, không mất tiền, không sang trải nghiệm nhưng chúng ta đã tin thì đấy là cái phúc đấy, phúc cho ai mà theo tin. Chúc mừng cho tất cả các nhà nhá. Đấy thì Hải cũng xin hết, chỉ lại bích cho chị Huyền Thu. Rồi, cảm ơn Hoàng Hải rất là nhiều. Cả nhà ơi, cả nhà vui lòng cho em xin một tràng tim hoặc là một cái gì đó để cho đoàn của em có thể ấm áp hơn khi mà ở đây đang đứng đón cơn mưa. Các anh chị ạ, mưa bắt đầu đang dày hạt và gần như là tụi em gần như là run cầm cập luôn các anh chị. Và tiếp theo em mong muốn các anh chị hãy dùng cái bàn tay xinh của mình, hãy comment cho em lời biết ơn. Biết ơn đầu tiên là dành cho ngài chủ tịch Anatoly Zhivnitsky, người đã nghiên cứu ra cái công nghệ để cho các anh chị có cơ hội để các anh chị có thể sở hữu được cổ phần gốc của một cái doanh nghiệp tỷ đô các anh chị. Và hãy gửi một cái lời biết ơn tiếp theo, đó chính là gửi lời biết ơn tới quỹ Skyward Community của chúng ta, đúng không ạ? Nhờ có quỹ Skyward Community chúng ta mới có cơ hội để tiếp cận được với cổ phần của doanh nghiệp và chúng ta mới có được tài sản, mới có được dòng tiền. Và cơ hội đầu tiên đó chính là chúng ta đã được tự do về thời gian, đúng không ạ? Và tiếp theo đây, sau này khi mà các anh chị sở hữu được nhiều triệu cổ phần của UET rồi và khi mà chúng ta nhận được cổ tức đều đặn hàng năm, chúng ta có được cái tài sản có tính kế thừa và khi niêm yết được lên sàn chứng khoán thì lúc đó các anh chị sẽ có cái cơ hội để chúng ta được tự do về tài chính, đúng không ạ? Và các anh chị hãy vui lòng lại dùng chiếc bàn tay xinh của mình, dùng trái tim của mình, hãy gửi lời biết ơn tới thuyền trưởng Triệu Tâm của chúng ta, người đã mang cái cơ hội này đến với tất cả các cổ đông của Việt Nam, đúng không ạ? Nếu như không có Triệu Tâm thì chắc chắn cũng sẽ không có chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Và hãy gửi lời biết ơn tới cái người đã trao cho các anh chị cơ hội. Nếu như các anh chị là người mới và ngày hôm nay vào với buổi Zoom này thì các anh chị hãy gửi lời biết ơn tới cái người đưa các anh chị tới cái buổi Zoom vô cùng giá trị này và biết ơn tới ekip phụng sự, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị biết không ạ, còn một cái trái tim nhỏ nữa trong lòng trái tim lớn này, các anh chị biết là gì không ạ? Bây giờ em muốn là nhờ Hoàng Hải sẽ giúp em cầm cái máy quay để đi theo ra đây để chúng ta có thể review thêm các chị nhé. Các anh chị biết không ạ, ở ngay cạnh đây thì chúng ta có trạm nhà ga rồi này, chúng ta có trạm nhà ga phối hợp với kết hợp với bảo tàng này và tiếp theo nữa là chúng ta có những trạm nhà ga mới và lúc đấy em có nhìn thấy bạn Huyền Miễn và nói là cái trạm này là mới và lần trước các bạn đi là chưa có các chị ạ. Và ở phía kia các chị là chúng ta có nhìn thấy cái ngôi nhà màu vàng không ạ? Các chị nhìn thấy ngôi nhà màu vàng không ạ? Cái ngôi nhà màu vàng đó chính là cái nơi mà chủ tịch đón tiếp các cái khách quan trọng và có những chiếc video rất là chất lượng nói về những cái phỏng vấn và nói về những cái băn khoăn thắc mắc của tất cả các nhà đầu tư thì đều được sản xuất ra ở đó. Và ở đó có cái lò sưởi các chị nhìn thấy ở trong các video, đúng không ạ? Nếu như mà các anh chị đã đọc qua một số những cái tạp chí liên quan đến ngài chủ tịch Anatoly Zhivnitsky thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái ngôi nhà đó cực kỳ quen thuộc. Và xin mời cái camera chúng ta có thể di chuyển gần ra đây một chút ạ. Ở đây thì chúng em chưa được phép để đi di chuyển sang bên này. Phía xa xa đây là các anh chị nhìn thấy ở đây, đó chính là đại lộ danh vọng. Ở đây là bảo tàng. Thì ở ngay cạnh đó là chúng ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều những cái cây và rất nhiều những bức tượng. Và bao nhiêu trong số các anh chị thì biết được rằng là ở trong số những cái bức tượng này cũng có bức tượng của một người cổ đông lớn của Việt Nam của chúng ta. Các anh chị có thể comment vào trong ô chat giúp em được không ạ? Ở đây có rất nhiều những bức tượng của những anh chị em là người đóng góp rất lớn cho công nghệ của UET. Thì các anh chị biết không ạ? Thực ra thì Việt Nam của chúng ta có rất nhiều anh chị, những cái người mà đã góp vốn rất rất lớn cho UET, nhưng trong đó mới có một bức tượng đồng duy nhất. Và em biết chắc chắn rằng các anh chị em ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, các anh chị em cũng đã là người biết được là ai là nằm trong số này. Và tới đây Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có thêm rất rất nhiều những anh chị là sẽ được đúc cái bức tượng đồng và đặt ở một cái vị trí trang trọng, đó chính là cái đại lộ danh vọng. Các anh chị biết không ạ?
lần đầu tiên trong lịch sử, đúng không ạ? Lần đầu tiên trong lịch sử khi chúng ta thông qua quỹ gọi vốn cộng đồng và chúng ta được ghi danh khi chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Chưa có một, bản thân em Huyền Xu thì đúng thật sự là chưa thấy có một cái công ty, một cái doanh nghiệp nào cho chúng ta đầu tư mà lại ghi danh chúng ta lên như thế, đúng không ạ? Chỉ có khi mà chúng ta làm về công tác, ví dụ như là công đức hay là làm cái công tác từ thiện gì đó, thì chúng ta sẽ được ghi sổ sách hoặc là tặng ở trên các bảng danh sách, đúng không ạ? Thì ở đây các chị biết không ạ, chúng ta dù góp vốn từ 5.000 đô thôi, các chị cũng đã được ghi danh rồi. Và trước đây thì bây giờ thì chưa, ngày hôm nay chúng ta có được ghi danh vào cái cây xanh để trồng ở các cái công viên xung quanh khu công viên của Ecotechnopark này các chị ạ. Đây là thực sự là một cái điểm rất rất đáng để tự hào, đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số các anh chị em trong buổi Zoom ngày hôm nay, các anh chị đã là người được ghi danh từ 3D này, hay là ghi danh trên Potera, cây xanh của Potera này, hay là các anh chị được ghi danh với công nghệ UET, các anh chị có thể comment lên và có thể gửi lời cái chúc mừng cho bản thân của mình vì đã đóng góp cho cái nền văn minh giao thông của nhân loại, cũng như là đóng góp vào cái dự án của Potera để có thể thay đổi được cái môi trường sống của chúng ta, tạo nên một cái nền tảng thân thiện với môi trường, một cái môi trường cực kỳ an toàn. Cùng với ngài chủ tịch nối dài cái cánh tay cùng với quỹ SWC để chúng ta có thể giúp cho ít nhất từ 5-10% dân số thế giới được tự do về tài chính. Thì ở đây em Huyền Xu và Hoàng Hải cùng như tất cả các anh chị em muốn là review cái trái tim của Ecotechnopark. Cái trái tim này là trái tim lớn, ở đây có rất nhiều trái tim, nhưng em mong muốn nghĩ rằng là đây là cái trái tim mà có rất nhiều anh chị em mong chờ và nghĩ rằng là khi mà chúng ta góp vốn vào, chúng ta thấy được cái đồng tiền của chúng ta nó làm việc một cách có hiệu quả thì rất là xứng đáng với cái việc mà các chị bỏ tiền ra để các chị sang mua vé máy bay, làm visa để sang trực tiếp phục sở thị cái công nghệ của mình và mang lại những cái thông tin chỉ và chất lượng cho các nhà đầu tư. Vậy thì thông qua cái video này, em Nguyễn Xuân cũng mong muốn các chị hiểu được là để mà đi được tới đây, làm một cái phóng viên không chuyên đưa được những cái thông tin hữu ích này đến cho tất cả các anh chị em thì nó là cả một cái chặng đường. Các chị ở nhà, nếu như mà mình vì một cái lý do nào đó mà các chị chưa được đặt chân tới đây hay là chưa được đặt chân tới qua e thì hãy trân quý những cái hình ảnh, những cái thước phim, những cái video mà tất cả các đoàn cổ đông đã vất vả đứng chịu rét, các anh chị đứng chịu trời mưa để có thể là gửi tới các anh chị những cái thông điệp giá trị như thế này. Và ở đây chúng ta nhìn thấy đó chính là con người thật, cơ hội thật, công nghệ thật. Và ở đây chúng em đến đây, tất cả mọi thứ không còn là trên giấy vẽ nữa các anh chị, không còn là thử nghiệm nữa, và chúng ta đã bước sang một cái trang mới, đó là một công ty business rồi các anh chị. Chỉ cần một cái nhón chân nữa thôi là chúng ta có thể được thương mại hóa trên toàn cầu rồi. Cho nên là nếu như các anh chị đã góp vốn cho UET, hãy nỗ lực làm sao đấy gom mạnh thật nhiều cổ phần để doanh nghiệp của chúng ta có được nhiều vốn và sớm thương mại hóa. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị ơi, chúng ta ra đây để chúng ta chào các anh chị ở trong buổi Zoom ngày hôm nay đi ạ. Điểm cầu số 5 của chúng em đã, điểm cầu số 6 của chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù là nó hơi vất vả một chút về công nghệ, bởi vì là chúng ta thấy rằng ở đây thì mạng Internet nó không thể nào mà giống như ở Hà Nội hay là ở Việt Nam được. Thế nhưng mà điểm cầu số 6 xin được gửi lời chào tất cả các anh chị. Chúc các anh chị sở hữu ít nhất 1 triệu cổ phần trở lên và chúng ta tiến tới việc tự do về thời gian, tự do về tài chính. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào. Vâng, cảm ơn anh chị em đang ở điểm cầu số 6. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú, anh chị đã thời gian và em thấy là gom hết ơi. Vâng ạ, xin chào cả nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và hiện tại cả nhà mình ơi, hãy nhìn đường cầu số 6, thật là rất là thương. Hiện tại đang thời tiết đang là 1 độ ở bên đấy và nó đang trở lạnh dần hơn. Và chúng em đường cầu số 6 ơi, mình vui lòng mở mic ra hộ em với. Ôi, nhìn anh chị đứng thương quá. Alo, alo. Dạ vâng, chúng em đang chuyển đường truyền ạ. Đường truyền số 5 của mình ơi. Đường truyền số 5 nhà mình ơi.
Xong xong năm rồi. Đi ăn chưa? Rồi cả nhà. Nghe không? Cái em ơi ở có nghe cái tiếng ở bên này không ạ? Dạ nghe thấy ạ, và nhìn anh chị thì làm em xúc động quá. Theo dõi Zoom hiện tại thì đang còn rất đông cô chú anh chị đang ở trong Zoom đúng không ạ? Và đầu cầu của Đặng Giang thì được nhận nhiệm vụ là review thay vì chị Hiền Xu. Chị Hiền Xu nói về những cái trái tim của Ecotech Nubat đúng không ạ? Thế thì Đặng Giang hôm nay thì được nhận nhiệm vụ review bao tử của chúng ta nằm ở đây. Cái nơi này, nơi đây là để sản xuất thực phẩm cho toàn bộ cái khu này của chú anh chị ạ. Và để sản xuất được trong cái khu này thì chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng nguồn Utera. Thế thì lúc nãy thì đội của Đặng Giang đã vào trong cái nông trại đó để đi xem và mình mới thấy được rằng là cái sự rất là ngỡ ngàng khi mà cái sự phát triển rất là tốt của những cái thực vật ở nơi đây. Nhưng mà bây giờ thì hết giờ của công nhân làm việc cho nên là phải rời ra khỏi cái nông trại đó và phải đứng ở đối diện để có thể review cho cô chú anh chị mình. Thật ra từ lúc nãy giờ thì các cô chú anh chị mình khi mà review ở cả mọi nơi mọi người đều thấy cây xanh, đều thấy trái cây và đều thấy mọi thứ đúng không ạ? Tuy nhiên thì tất cả những thứ đó cũng được sử dụng bằng nguồn Utera thì nó mới được tươi tốt như vậy. Thế thì Đặng Giang sẽ trước khi có những cái sự chia sẻ cảm nghĩ của đồng đội của Đặng Giang hiện tại đang ở đây một chút gửi đến với cô chú anh chị thì Đặng Giang sẽ cho các cô chú anh chị nhìn rõ hơn cái khung cảnh ở đây một chút xíu trước khi các cô chú anh chị ở đây nêu cảm nghĩ với chúng ta được không ạ? Và ở cái khu này, ở cái khu phía trước này chính là cái khu mà chúng ta nông trại của chúng ta trồng và những cái nhà lưới kia chúng ta cần dùng để làm gì ạ? Có thể tầm nhìn em quay để em nói được không? Đây cái khu nhà vòng này thì chúng ta dùng để có thể là thử nghiệm các loại cây anh chị, và chúng ta có thể nhìn ở phía xa đằng xa xa kia đó chính là vườn táo của tập đoàn và hiện tại đã thu hoạch được rồi cô chú anh chị nhé, hiện tại đã thu hoạch được rồi và rất là nhiều luôn, nhưng mà tạm thời thì chúng ta sẽ không có thể qua được. Và mọi người có thể nhìn lên mái nhà nhé, có thể nhìn lên mái nhà là có những cái bí này, cái bí là tất cả mọi thứ chúng ta được trồng bằng mùng Utera đây, và cái hàng này cũng là táo cô chú anh chị ơi, cũng là táo đã quay rồi. Và anh chị ạ, hiện tại nhiệt độ ngoài trời là đã xuống hơn 4 độ C rồi, nhưng mà chúng em vẫn ở đây để review cho các cô chú anh chị. Và Đặng Giang chỉ nêu một chút cảm nghĩ của mình là thật sự không biết nói gì hơn, hai từ tuyệt vời. Chúng ta vừa là phương tiện giao thông nhưng mà chúng ta vừa là cái bao tử để có thể là giúp cho cơ thể của chúng ta nuôi sống, chúng ta sống một cách lành mạnh và thuận tự nhiên nhất, được không ạ? Và bây giờ thì ngay bây giờ Đặng Giang xin giới thiệu Đặng Giang xin giới thiệu một em bé 17 tuổi, là em bé nhỏ tuổi nhất và đã hiện tại là cô ấy đã chờ đợi một tiếng đồng hồ và lần đầu tiên cô ấy có mặt tại hơn 2 tiếng đồng hồ anh chị, và lần đầu tiên cô ấy bước sang Eco Bắc. Đó là cháu xin mời cô có thể phát biểu cả một chút cảm nghĩ của mình khi mà cô vừa rồi cô tham quan cái nông trại của chúng ta được trồng bằng nguồn Utera được không ạ? Và cô có gửi gắm gì cho các cô chú anh chị đang xem cái buổi Zoom này? Cháu xin mời cô ạ. Và cô xin giới thiệu về xin chào tất cả các anh chị em ở trong vô nạn ba. Tôi là Trần Ngọc ở Bình Phước. Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi xin giới thiệu là tôi là 71 tuổi. Nhưng mà ở trong đoàn các em, các cháu nó cho tôi là chỉ là bé 17 thôi. Lần đầu tiên đến đây và cũng đi đến đây biết là cũng nhờ Đặng Giang. Như Đặng Giang vừa nói vừa rồi, đây là bao tử. Thì ra là bây giờ là nó có thực bức vực được đạo. Ông bà xưa người ta vẫn thường nói mà, cứ thực bức vực được đạo. Còn tôi là một người á mới biết vô sao đây, mới biết công ty UST đây. Nhưng mà là người ông bà xưa ta thường nói, trâu chậm thường uống nước trong, nhưng cũng rất là may. Nhưng mà sau này cũng muốn rằng là các anh chị em sao tôi vẫn được, vì người ta đã đầu tư cho đây bao nhiêu năm rồi, 5 năm 10 năm có, mà mình bây giờ là cái giai đoạn cuối cùng thôi, mà tôi là một người rất là hạnh phúc được giai đoạn cuối cùng đây, cũng đóng góp vô một ít trong này để làm một cái cổ đông bước có dịp để đến tới cái đất nước của ngài kia. Nhưng mà tôi thì lớn tuổi rồi, cũng không có thể nào mà hiểu hết chưa bằng các con các cháu được. Nhưng mà đến đây 2 ngày nay ăn được
những cái trái cây, táo, những rau, những cái đồ tươi ở đây tất cả rất là tuyệt vời. Và tôi mong rằng là đất nước Việt Nam chúng ta sau này cũng có những cái nguồn UTA gì đó ha, UTA đi về nước Việt Nam của chúng ta, để cho chúng ta, con cháu chúng ta sau này được ăn những cái sản phẩm đó rất là tuyệt vời. Tôi không ngờ rằng đến đây quá tuyệt vời luôn, nói thật. Không bây giờ nhưng mà có thể là sau này tôi cũng vẫn đi nữa, vì là còn nhỏ mà, mất 17 tuổi à, vẫn còn đi nữa nha. Mong rằng anh chị em để đón nhận tôi được một thành viên mới ở trong công ty này, già như rất là dễ thương nha. Và tôi cho chị hãy cho cô Ngọc một chai số 6 dễ thương đi ạ. Và tiếp theo đây thì Đặng Giang xin giới thiệu một đồng đội của Đặng Giang đã chờ đợi rất là lâu rồi, và cô ấy cũng là một người rất yêu về thiên nhiên, về cây cỏ. Và xin mời chị Hường lên có thể phát biểu một vài cảm nghĩ của chị ạ. Vâng ạ, Minh Hường đã chờ giây phút này rất là lâu rồi. Quý cô chú anh chị thân mến, Minh Hường đang đứng tại nông trại Eco Technobuck. Minh Hường là nhà đồng sở hữu công nghệ cách đây 3 năm và được chị của mình chia sẻ cho. Và qua rất nhiều nỗ lực và cố gắng khi mà Minh Hường tìm hiểu công nghệ, Minh Hường đã rất là yêu thiên nhiên, môi trường, yêu tất cả cỏ cây hoa lá. Và thực sự là tác động đến Minh Hường hôm nay, không hiểu sao nhân duyên thế nào Minh Hường lại được ra nông trại, được ra cái dạ dày mà có thể nuôi sống được tất cả mọi người. Chúng ta, như cô đã vừa chia sẻ, cô bé 17 tuổi của chúng ta rất là năng lượng, đúng không ạ? Và Minh Hường cũng không ngoại lệ trong số đó, bởi vì lần đầu tiên Minh Hường được đặt chân đến nước Belarus vô cùng xinh đẹp và thanh bình, đặt chân đến tới nông trại Unit Guide vô cùng là tuyệt vời. Quý cô chú anh chị, không có lời nào có thể diễn tả được là ngài Anthony Unitsky của chúng ta lại xuất sắc đến vậy. Ông thông trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ông có thể hiểu được tất cả các cái sinh vật, các cỏ cây hoa lá nó cần cái gì, và con người chúng ta cần ăn cái gì để cho cơ thể khỏe mạnh, có đường dây để cho chúng ta khỏi phải khô ô nhiễm môi trường, nhưng có mùn Otera để cho chúng ta sống cuộc đời khỏe mạnh, và chúng ta sống khỏe, chúng ta hít thở không khí là bác sĩ thứ nhất, và chính thực phẩm là bác sĩ thứ hai, để cho chúng ta có thể sống cuộc đời hạnh phúc mà gần gũi với thiên nhiên. Thực sự là ngài cực kỳ là yêu thiên nhiên, đã truyền động lực cho Minh Hường, và Minh Hường thấy rằng là, quý cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Cái quả bí nó to như cái ôm của Minh Hường này, và các cái quả bí ngô nó cũng dài và phải mười mấy kg, quý cô chú anh chị nhá. Hãy một lần sang thưởng thức và ăn thì mới cảm nhận được, và hãy tận mắt để nhìn thấy vườn táo, nhìn thấy những cái trái bí, trái dưa hấu và cái táo cherry, táo thì rất là nhiều, quý cô chú anh chị ạ. Nên là Minh Hường rất là hạnh phúc và xin gửi lời chào yêu thương đến Việt Nam mình. Hãy cùng với cánh tay nối dài với ngài chủ tịch để đưa cho chúng ta cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, cho thế giới này càng ngày trở lên tốt đẹp hơn. Và Minh Hường nhường lời cho đồng đội của mình. Ok, rất là biết ơn chị Minh Hường có những cái lời phát biểu vô cùng chân thành ạ. Và ngay sau đây thì Đặng Giang xin giới thiệu một người chị đến từ Khánh Hòa và một người đồng đội của Đặng Giang. Rất là may mắn là chị ấy đã đồng hành cùng Đặng Giang trong suốt chặng đường rất là dài để đến Belarus xinh đẹp này. Và Đặng Giang xin mời chị Yên Nguyên phát biểu một chút cảm nghĩ của mình về mùa Utera. Xin chào cả nhà, Yên tên sự giới thiệu, Yên tên là Yên Yên, hiện tại Yên đang ở Nha Trang, Khánh Hòa. Yên đồng hành của ở đây là 2 năm, thì thật sự là rất là biết ơn. Lúc mà Yên đi vào trải nghiệm ở Dubai là Yên thấy là cái khu trải nghiệm nó rất là tuyệt vời rồi. Nên khi mà đi bước chân lần đầu tiên nước đây, Yên cảm thấy tuyệt vời hơn. Công ty rất là rộng lớn, và Yên thấy khi mà mình ăn sử dụng những cái quả táo, quả lơ ở đây rất là ngọt và thanh, về cái rau á, nó rất là sạch. Thì Yên thấy là cảm giác như đây, như ở vừa nhà, vừa cứng ngôi nhà của mình, rất là bình yên, rất là trong lành. Đó thì hồi nãy Yên có tham quan cái vườn cây của ngài chủ tịch đó, có những cái bí nó to chắc là cũng 20-30 kg đó, đó. Rồi cái bí xanh, rồi những cái quẻ, những cái củ cải đường á, thì lần đầu tiên Yên thấy thì thật sự là rất là tuyệt vời. Đó, thì các anh chị em cô chú ở đây thì nó nếu mà có cơ hội anh chị một lần qua đây để mà thưởng thức những cái trái cây rất là ngon ngọt bằng những cái mùn Utera này, ở nhà Yên thì ông sẽ Yên cũng trồng những cái bưởi rất là to về,
nó rất là ngọt luôn. Thì anh chị hãy một lần qua bên đây để mà cùng đi xem cái con tàu cũng như là cùng thưởng thức những cái cây trái ở đây để mà rất là tuyệt vời luôn. Thì Yên không biết nói gì hơn. Yên xin chào và cảm ơn cả nhà để lắng nghe. Vâng ạ, cảm ơn chị Yên, cảm ơn những cái lời chia sẻ sâu sắc của chị và một đồng đội cuối cùng của Đặng Giang đã chờ đợi rất là lâu để có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ từ trong đáy lòng của mình đến gửi đến cô chú anh chị, và em xin mời chị Mai Hạnh ạ. Hello, xin chào cả nhà. Tôi xin giới thiệu, tôi là Mai Hạnh, sống và làm việc ở Hà Nội. Lần đầu tiên tôi được đến châu Âu là đến Belarus đây. Thật ra tôi đã tham gia UST được 2 năm và năm ngoái đã đến Dubai để được ngồi trên con tàu rồi. Rất thích rồi, nhưng mà các bạn thì vẫn nói rằng phải được đến Belarus thì mới được trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp. Thế là tôi đã nuôi ý định và lần này đã thực hiện được rồi. Không sai chút nào khi mà đến cái phòng nghỉ, mở cửa ra đã thấy hai lẵng quả to đùng, toàn là trái cây rất là đẹp và lại thơm ngon. Mở ra và thưởng thức ngay và luôn, trời ơi, chưa bao giờ được ăn cái quả lê ngon như thế các bạn ơi. Nhất định những ai mà đã yêu thiên nhiên, yêu nông sản sạch thì phải một lần đến Belarus nhá. Còn đi tàu thì có thể đến Dubai, nhưng mà chỉ có đến Belarus mới được ăn quả tươi như vậy thôi. Bây giờ cũng đã quá muộn và trời rất rét rồi. Xin chào tạm biệt nhá. Nhớ đến đây nhá. Bye bye. Cảm ơn chị Mai Hạnh. Đây là cô chú anh chị, thật sự bây giờ hiện tại nhiệt độ đã xuống dưới 3 độ C rồi cô chú anh chị, và ngoài trời đang rất là mưa nữa, và sắp tới là Đặng Giang cùng với đoàn của Việt Nam mình sẽ giao lưu Lắm rồi, lại lắm. với đoàn của quốc tế đấy, cho nên là bây giờ chúng em sẽ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những cái buổi Zoom lần sau, có những cái chia sẻ đặc biệt hơn nữa, và đặc biệt cô chú anh chị mình đừng quên đại tiệc Thịnh Vượng vào ngày 19 tháng 10 của team hành trình Thịnh Vượng tổ chức hơn với quy mô là 1.000 người, được không ạ? Chúng ta hãy có mặt, cho phép bản thân mình có mặt tại cái buổi buổi dạ tiệc đó để mình đón nhận hoàn toàn 100% thông tin từ những lãnh đạo của chúng ta và những cô chú anh chị cổ đông trực tiếp từ Belarus về Việt Nam, mang những thông tin, mang những món quà, mang những thứ vô cùng tuyệt vời đến gửi đến chúng ta, được không ạ? Và chúng ta hãy nhanh tay đăng ký, và ban tổ chức hãy giúp cho chúng ta gửi những cái đường link này vào trong nhóm, được không ạ? Và bây giờ chúng em xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Dạ vâng, cảm ơn anh chị em ở các điểm cầu của Belarus của chúng ta cả nhà không? Hiện tại em đang thấy trong Zoom là 673 cô chú anh chị em đang có mặt đến tận 10 giờ rồi. Cả nhà ơi, để thay những lời cảm ơn, chúng ta cùng comment 68 để cảm ơn tất cả anh chị em đã dành 2 tiếng đồng hồ của mình để đứng ngoài thời tiết mà chỉ có là 1 đến 2 độ. Em ánh là một người đã từng sống ở bên nước ngoài và cái nhiệt độ đấy thật sự rất là lạnh, mà 2 tiếng đồng hồ hy sinh sức khỏe này, thời gian để là cập nhật những cái thông tin về cho đoàn Việt Nam ở nhà mà chúng ta không có cơ Đâu hội đấy. sang, chúng ta hãy comment thật nhiều số 68 đi Đang ạ, để cảm ơn những anh chị em đó, được không ạ? mưa mà. Dạ vâng, em xin phép tắt mic bên chỗ đường truyền số 5 nhé ạ. Dạ vâng, mà vừa nãy thì bên chị ạ, bên bên chị Giang Luca có chia sẻ với cả nhà mình về rất là nhiều thông tin, mà đặc biệt là về là chương Tôi trình đi ra. apply, đúng không ạ? Cả nhà hiện tại có đang nhìn thấy màn hình của em không ạ? Là sắp tới đây, khi mà chúng ta ở trong chương trình, trong cái buổi đầu cầu Việt Nam và Belarus, thì chúng ta đã cập nhật được rất là nhiều thông tin rồi, chúng ta đã biết được là với số vốn mà chúng ta tài trợ vào đây, công ty đã làm những gì trong 8 năm qua, hành trình mà từ những thứ gọi là chỉ có cây cối thôi, vậy mà chỉ với 8 năm công ty đã làm được rất rất nhiều thứ, đúng không? Anh chị em phải từ đầu cầu nọ này sang đầu cầu kia để cập nhật được thông tin, điều đó chứng tỏ là rất là rộng lớn, và cái trung tâm của chúng ta là ngài chủ tịch đã sử dụng cái số vốn của chúng ta là vô cùng tuyệt vời, tận dụng từng chút một, để giống như chị Minh vừa nãy có một cái đoạn là nhà ở trồng cây ở trên mái nhà, đúng không? Đấy là khi mà chúng ta chuẩn bị hoàn thành xong cái dự án, hoặc là một cái gì đó phương án A mà ngài chủ tịch đã chuẩn bị xong cho một dự án phương án B rồi, tức là có rất rất nhiều thông tin mà chúng ta được cập nhật trong ngày hôm nay, và đặc biệt là tới đây
Anh chị Thịnh Vượng có tổ chức một buổi tiệc mang tên là Đại Tiệc Thịnh Vượng. Và ngày hôm đó chúng ta khi mà chúng ta cập nhật trên mạng ấy, thì chúng ta sẽ có những thông tin mà chúng ta vì thời gian nó có hạn nên chúng ta không thể được cập nhật đầy đủ thông tin và chuyến đi này của chúng ta kéo dài hơn 10 ngày nữa. Và có rất nhiều thông tin mà anh chị em ở bên đầu cầu bên kia muốn chia sẻ. Thì thay vì chúng ta chỉ cập nhật trên Zoom này, chúng ta có thể cập nhật ở offline. Và ngày hôm đó thì ngày 19 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội, chúng ta sẽ có một buổi offline hơn 1.000 người. Chúng ta sẽ đến gặp nhau để cập nhật những thông tin mà các lãnh đạo này cũng như là các đối tác đã đi Belarus, họ trong 10 ngày tiếp theo họ đã cập nhật được những thông tin gì. Nên có những thông tin chúng ta chỉ truyền thông trên mạng, còn có những thông tin thì chúng ta sẽ được gặp mặt để chúng ta hiểu nhiều hơn, đúng không ạ? Thì rất mong là những ngày tới đây sẽ gặp được quý cô chú anh chị em nhà mình nhá. Thì hiện tại em xin mời ban hỗ trợ chúng ta sẽ chia sẻ cái đường link đăng ký đại tiệc này ở bên khung chat, cũng như là chúng em đã chia sẻ trên Zoom cũng như là ở trên Zalo, và nhờ ban hỗ trợ của Hành Trình Thịnh Vượng sẽ chia sẻ cái link đăng ký này đến với quý cô chú anh chị em ạ. Nếu mà nhà mình mà ai mà chúng ta chưa có một cái nhóm Zalo nào liên quan đến tập đoàn thì có thể liên hệ với số Zalo của bạn Khánh hoặc là bạn Hùng, thì bọn em sẽ ghim số điện thoại ở bên khung chat. Và quý cô chú anh chị em nhà mình ơi, hãy nhanh chóng kích vào đường link đấy nhá, để ngày tới đây vì sự kiện chỉ có 1.000 người được tham gia thôi, và sau đấy thì bọn em sẽ không nhận được nữa ạ. Chúng em sẽ không thể nhận người được nữa, nên là chúng ta hãy nhanh tay để chúng ta là tận dụng được cái chương trình này, vừa là được gặp là các lãnh đạo của chúng ta này, vừa được nhận thông tin mà chuyến Belarus vừa rồi, thì tội gì mà chúng ta không tham gia, đúng không ạ? Vâng, các anh chị em ở đầu cầu bên kia ơi, chúng ta hãy cùng mở cam, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng mở cam và chúng ta sẽ cùng nhau mở cam, cùng nhau bật mic. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở mic. Em nhờ ban hỗ trợ là mình sẽ mở mic cho tất cả các quý cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào nhau, cùng gửi những lời cảm ơn đến quý cổ đông đang ở bên kia, đang chịu một cái thời rét để có thể là hỗ trợ cho chúng ta cập nhật những thông tin cho chúng ta. Zoom ngày hôm nay chúng ta Vâng, biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều. cảm ơn anh chị có biển em xuôi có cả cả nha, Hồng nhà anh Quế là thông tin giá trị quá, chúng ta hãy chụp ảnh các nhiều thông tin giá trị cho mình Việt Nam mà chụp ảnh đi anh ơi, anh chụp ảnh chưa? Hãy cùng bật màn lên đi ạ. Bật giơ ray hand lên để chụp ảnh nha. Chị em có chụp ảnh không? Cả nhà mình ơi, giơ chúng ray ta hand để hãy chụp ảnh cùng cho đẹp biểu tượng giơ tay để tụi em có thể đăng ký và chụp ảnh lại những bức ảnh đẹp nhất ạ trong buổi tối ngày hôm nay. Được cái từ từ hãy ao ra nhá. Lên nào. Dạ vâng, em xin nhờ ban tổ chức hỗ trợ là chụp ảnh lại hộ chúng em ạ. Anh chị em nhà mình hãy cùng giơ tay lên nào, biểu tượng giơ tay nhá. Đứa nào buổi tối ngủ ngon nha.